Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào thính giả. Dạ, alo chị, em muốn hỏi xem là cháu nó năm nay nó thì ly thân, là năm nay cháu 4 năm rồi mà em chỉ mong là hỏi nó thì nó cứ bảo là chúng con thì con lo, kệ chúng con giải quyết. Đi ra ngoài chỗ nhà nó, cháu ở riêng mà trước thì cháu ở chung, bây giờ cháu mua nhà trên thành phố cho ở riêng. Thế nó bảo là bố mẹ cứ yên tâm cho việc của chúng con, cho con lo, mà con dâu nó bảo vậy, mà con trai nó bảo vậy, mà cũng không biết lý do như nào mà nó lại ly thân. Chồng đi lái xe, còn vợ thì đi dạy học. Vâng, chị đang hỏi chuyện cho con trai của mình đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, mẹ rất là quan tâm tới chuyện tình cảm, chuyện gia đình của con trai của mình. Xin rất là chia sẻ với chị nhé. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị. Xin mời ạ. Vâng. Rồi, xin chào chị. Vâng, chào anh. Đáng ra thì giá là cậu con trai hoặc cô con dâu gọi điện hỏi tư vấn thì sẽ đúng hơn. Thật ra thì các bạn ấy đang rất tự lập, tự chủ, tự tin ở trong cuộc hôn nhân của mình. Dù là các bạn ấy ly thân hay ly hôn, các bạn ấy đều rất là ý thức. Và đấy là quyết định của cả hai bạn. Và nghe có vẻ rất thống nhất tư tưởng, đúng không? Chỉ có là người mẹ, mình là đứng ngoài, cứ tò mò, chả hiểu sao chúng nó. Một đứa thì lái xe, một đứa thì giáo viên. Trông thấy thì cũng được, rất là hợp đôi vừa lứa. Mà rồi chúng nó cũng khỏe mạnh, thì làm sao mà lại ly thân, đúng không? Thế và mình thì thấy nó lạ quá. Và rất là muốn rằng nếu mà ly hôn thì ly hôn đi, chứ còn cứ ly thân thế này thì mới khó chịu quá. Để các cháu thì nó lấy nhau được mấy năm rồi và có con chưa? Dạ, cháu lấy nhau được 10 năm rồi, cháu có một đứa cháu gái được, năm nay cháu học lớp 4 rồi ạ. À, học lớp 4. Và dạ. Chị thấy ly thân nghĩa là làm sao? Hai đứa ở hai nhà đúng không? Như vậy là đầu tiên thì cháu nó yêu nhau thì nói thật với anh là gia đình em không đồng ý. Đấy. Rồi. Bố nó dứt khoát là không đồng ý, mà em về sau về nó lộ ra là nó có thai rồi. Rồi. Thế em phải đánh tư tưởng với này các bác nhà nó đi đến nói bố nó. Bố nó để, tức là cái ông thông gia đấy. Cháu để giải quyết xung quanh nó bỏ cái thai đi thì nó tội nhân mình. Ừ. Thế là với cháu về thì nó ở với em được 2 năm thì cháu bảo thôi thì con mua cái nhà ngoài kia, ngoài trên thị trấn con ở thì con đi làm, nó hai đứa nó tiện. Ừ, tốt. Thế quá. Em cũng đồng ý rồi, em cũng cho vay tiền đấy chứ, rồi cũng coi như lần cho nó cũng chẳng có ở vay đâu. Thế là gom góp vào thì là mua cái nhà trên thị trấn đấy, thì đi ra sửa chữa tất cả là bố nó sửa cho một tháng. Dân nói chung là gia đình rất là đoàn kết, chứ không vướng mắc gì với bố mẹ cả, mà tự nhiên hai vợ chồng lại ly thân mà em hỏi nó thì nó lại không nói. Bởi vì thế này này, tất cả đều có lý do, có điều có lý do nói hay không có nói thôi. Mình nhìn thấy ở bên ngoài thì mình thấy là tất cả tốt thì tự nhiên, không có cái gì là tự nhiên cả, đúng không? Dạ, mình cũng chỉ dạ. là mẹ chồng, có những điều nó chẳng thể nói được. Chẳng hạn như đây, tôi lấy ví dụ thôi, có những đôi vợ chồng trông ở ngoài xứng đôi vừa lứa lắm, nhưng chúng nó chẳng hợp nhau ở cái món ở trên giường. Ông chồng thì quá khỏe mà cái cô vợ thì lại mắc cái bệnh lãnh cảm, có cũng được chả có cũng được, sợ là ông chồng ông chán. Nhưng mà về mặt cảm xúc thì chúng nó không muốn tan nát cái gia đình này, vì ngày xưa chúng nó yêu nhau tự nhiên tự nguyện và bây giờ cũng lại có đứa con chung rồi. Thế thì nhất trí rằng thôi em thì em chả thích thú gì cái này, còn anh thích đi với cô nào thì anh tự đi, thế rồi nhưng mà đừng bỏ nhau. Đây là tôi lấy một cái ví dụ như thế, đấy cũng là một trường hợp nhé. Thì có trường hợp là ông chồng, tức là thằng ví dụ như con trai nhà mình đấy, có bồ, ngày xưa thì tất nhiên yêu cô này đấy, thế rồi có thai có chửa, bác sĩ bảo cưới thì cưới thế thôi, xong nó qua cái tuổi thanh xuân đi rồi, lấy nhau rồi mới nhận ra là không còn yêu nhau. Thế và cậu con trai nhà mình hiện nay là có bồ, rất là yêu bồ, nhưng mà cậu ấy lại đang phấn đấu vào cái vị trí nọ vị trí kia, công tác này công tác khác, nếu ly hôn lúc này thì dễ mang tiếng, dễ ảnh hưởng, thành ra hai vợ chồng bàn với nhau rằng là thôi thì anh có bồ thì anh cứ xây dựng mối quan hệ nhưng chưa bỏ nhau lúc này, đợi cho đến cái dịp nọ dịp kia. Đây tôi lấy là có muôn vàn lý do và người trong chăn mới biết chăn có giận, có những thứ không thể nói thẳng với mẹ chồng được. Chẳng hạn cô con dâu có thể làm sao mà nói mẹ chồng được là mẹ ơi mẹ có biết không, con trai của mẹ ấy mắc chứng bạo dâm, tức là trông mặt mũi thì hiền lành thế nhưng mà cứ lên giường thì như con quỷ ác ấy, vừa quan hệ với vợ vừa, chắc là chị nghe ở trên đài hoặc là trên các phương tiện thông tin đại chúng có những cái chứng bệnh rằng là nó hành hạ nó kinh khủng lắm, ví dụ như vậy. Thế thì yêu thì yêu thật, nhưng mà chung sống với một người mà nó có những cái bất thường như thế thì cũng mệt mỏi. Thành ra là hai bên
nó không đủ căm thù để mà đánh nhau, nó chẳng đủ hết nghĩa tình để mà chia tay, nhưng lại không thể đủ yêu thương để mà có thể duy trì mãi. Họ lựa chọn con đường ly thân. Thôi thì mỗi người có cuộc sống riêng, đừng có ai can thiệp quá vào cuộc sống người kia. Con vẫn là con trong nhà, vẫn ở chung đúng không? Vâng. Xong rồi coi như là bây giờ thằng này nó lại bực mình, nó lại để mẹ con ở ngoài ý, còn ở trên thành phố đấy, còn nó về nhà em nó ở anh ạ. Đấy, thế thì rõ ràng đấy, nó về nhà em nó ở thì nó con vợ nó lại cứ bảo em ra em nói, thế mẹ bảo là bây giờ các con mình như thế nào, bây giờ đừng để cho bố mẹ phải đau đầu nữa, bây giờ có mỗi một mình nó thôi, chứ không có nhiều gì thì con như nào thì cứ bảo mẹ, để mẹ biết lối mẹ giải quyết. Thế nó bảo mẹ hỏi anh ấy, bây giờ tự nhiên là đang bị đâu đùng đi bỏ nhà bỏ cửa ấy về ở bố mẹ xin chấn chúa. Đấy, anh tính nó lại nói thế chứ. Thì đúng rồi. Mà em đuổi nó không đi. Một là con mình có lỗi quá lớn, là vợ nó đuổi anh, tôi không muốn nhìn thấy cái bạc anh ở cái nhà này nữa, bởi vì đây ví dụ thôi, làm cái lỗi rất lớn với vợ và vợ đã phát điên lên, và con trai thì không dám thú nhận với mẹ là thật ra con thế này bây giờ bị vợ đuổi, cho nên cứ nói vậy đúng không? Vâng. Thế thôi mình con cái thì con có một đứa con ấy thì cứ nếu mà nó mà chủ nhật nó về nó điện cho vợ đó là hôm nay cho con về ông bà nội chơi. Thế thì nó lại dẫn ra ngoài đường để nhà nó ngay mặt đường ấy thì được đón xe của giao bố nó, con bà ở ngoài đường về. Đúng rồi, chứ còn cũng vẫn chuyện trò với thằng mà sao có thể ly thân được, em cũng chưa hiểu ra thì đấy muốn là chương trình hiểu làm gì tư vấn của em là em nên nói như thế nào để cho cháu chả nói cái gì cả, em chỉ muốn nó đoàn tụ thôi. Trước hết là mình phải biết được nguyên nhân thì mới cắt được thuốc. Anh chị muốn là vun vén để nó đoàn tụ phải biết nguyên nhân chúng nó chia tay, cũng như bác sĩ muốn điều trị thì bạn phải khám để kết luận được bệnh gì đã chứ. Ví dụ như con mình mắc bệnh mà bạo dâm ấy thì là còn hướng là vào thành phố Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội để mà chữa, hoặc là con mình phạm một cái tội bây giờ là làm cho một cô gái khác có thai có chửa bỏ người ta, vợ nó không thể tha thứ với cái hành động tội lỗi ấy chẳng hạn, thì mình nói lại khác. Việc của chị là thôi, con nó đã tìm về với mình cũng không đuổi nữa, vì nhà là nơi an toàn nhất để con trở về đúng không? Yeah. Thế rồi con dâu đấy, vợ chồng nó vẫn nói được với nhau chứ không đến nỗi là căm thù này khác. Có điều rằng chắc là anh chị có những cái bất hòa bất chắc gì đó, lúc nào người ta chia sẻ được thì người ta chia sẻ, người ta cần đến cái sự trợ giúp của mình thì mới trợ giúp, chứ còn thì đúng là con có khóc thì mẹ mới cho bú, chứ mình cứ đứng ở ngoài đón rào đón non thì mình biết làm sao được đúng không? Mà con nhà em thì nó lại cái đảo này anh này, khi nào mà vợ con căn phường nó về nó xin lỗi bố mẹ thì con mới đồng ý là con đi ở với nó, con ra con ở nhà con. Thế thì lại có thể không về. Tự nhiên là bắt con về nhà con ở, con không về, con chìa khóa con có đây, con thích về lúc nào con về nhà của con. Đấy nó bảo vậy anh ạ. Tức là lại có thể là vợ có một cái lỗi gì đấy mà ông chồng không muốn nhìn thấy mặt, mà lỗi lầm lắm rồi, bây giờ phải thế nọ thế kia chẳng hạn. Thế thì cái lỗi mà chắc là nó tế nhị đến nỗi mà không muốn chia sẻ được cho bố mẹ, và biết rằng có chia sẻ ông bà cũng không làm gì được. Thế thì đôi khi lại còn làm cho bố mẹ lo lắng, hoặc là bé lại xé ra to, còn rách việc hơn. Cho nên các bạn không chia sẻ, hãy nhớ rằng con mình cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, chúng nó cũng đã có vợ có chồng, chúng nó đã làm bố làm mẹ rồi, mình cũng đã lo cho con là mua được nhà riêng ở trên phố, phận làm cha làm mẹ đến thế là dừng. Còn bây giờ thì cứ bình tĩnh, chúng nó tự được giải quyết được việc của nó, và nó nhờ đến đâu thì mình giúp đến đấy, lo giải quyết được cái gì đâu nhá. Vâng, chúc gia đình chị sẽ sớm trở lại bình an ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Em nói này là gì này ạ? Em trước khi là thường thường trước khoảng sau khi quan hệ là đa số nó hay đau ở cái chỗ dương vật mà bên trên trán chỗ dương vật. Vâng. Em vẫn đang hỏi là bác sĩ xem em nó đau cái gì mà em đi khám nhiều chỗ độc bảo là thần kinh thì chẳng biết thế nào. Thế cho nên em nhờ tới cả chương trình bên này coi bác sĩ cho một lời khuyên em nó bị làm sao. Vâng, câu hỏi của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Rồi, xin chào anh. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn sự mến mộ của anh với chương trình. Đi khám bao nhiêu nơi rồi mà người ta lại bảo là thần kinh à? Thần kinh là thần kinh cái gì? Kinh nghiệm. Em khám mấy chỗ thì ra là nói chung cái bệnh huyện như này, nói chung là những cái phòng khám lẻ thì họ đều bảo là cái chỗ thần kinh thì nó chỗ trên trán cái dương vật mà cái chỗ đám lông lông cái chị ạ. Thế không biết nó đau cái gì mà liên quan hệ với vợ cũng đau phải có tháng đến 2 tháng không dám nữa.
sợ quá rụt hẳn lại đau, hả? Đau, vâng. Chị ạ. Thế thì ở bệnh viện huyện người ta nói một cái câu thần kinh không thôi ấy thì nó dễ hiểu lầm cái câu đấy lắm. Tức là người ta nói là cái cơ chế mà gây đau ấy là do thần kinh, đúng không? Vậy thì người ta có cho thuốc để điều trị hay là cái gì không? Người ta cũng cho thuốc để điều trị, thế nhưng mà em uống cùng quay nói chung là nó cũng chẳng ăn thua gì cả. Thế nhưng mà lên nó uống, em cũng uống những cái thuốc kháng sinh, nói chung là ampicillin với lại thuốc thường thường nó đau quá uống giảm đau. Nhưng một thời gian khoảng cái tầm tháng hay hơn tháng rồi thì nó cứ từ từ dần dần nó lại khỏi như đau lâu lắm chị ạ. À. Đau âm ỉ nó bé bé chứ nó không đau to. Thế xong rồi là mình uống thuốc của họ, họ cho. Vâng. À, mà lại là cơ chế là do thần kinh lại uống cả kháng sinh à? Vâng, thì em không biết, thế đau nói chung là cứ uống. Cứ đi mua kháng sinh thôi, là uống thôi. Vâng. Ừ, tức là mình có uống thuốc người ta kê cho thì là nó có giảm. Nhưng mà nó chỉ giảm được khoảng một tháng, hơn một tháng. Thế thì mình lại đi khám tiếp để mà lấy thuốc tiếp thì làm sao? Có được không? Em thì cũng có thuốc tiếp, lấy tiếp. Thế nhưng mà ý đang nói là có một thời gian như cùng sau uống thuốc cứ nó hình như hay là nhận thuốc là không thích khỏi chị ạ. À, thế thì lại đi khám lại. Đúng rồi. Gian là sợ không trong quan hệ vợ. Rồi đúng rồi, đau thế thì còn sướng gì nữa mà quan hệ. À, vậy thì ở bệnh viện huyện có thể người ta chưa chẩn đoán được. À, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ em 50. Ừ, 50 vẫn còn đời sống tình dục vẫn còn dài. Vậy thì ở huyện không giải quyết được, mình thử lên Hà Nội khám chuyên sâu hơn đi, là chuyên khoa nam học đi nhá, để cho nó ra ngọn ngành cái việc mà nó cứ đau ở đấy là nó do thần kinh hay là do mạch máu hay là do gì. Thì cái chuyên khoa nam học ấy, thông thường các cái phòng khám đấy thì người ta chuyên sâu hơn về các cái vấn đề về nam khoa như của anh ấy. Và dạ, người ta có các máy móc và phương tiện chẩn đoán nó tốt hơn thì có thể là tìm được cái nguyên nhân đau của mình. Vâng. Thế chị ơi, dạ. Thế cho em hỏi, thế là cái chỗ đấy nhưng mà đấy đem tả như thế thì chị Điền thì cứ cho gọi là nó chẩn đoán là nó thường thường nó ở cái khoản gì hả chị? Đau ở khoản gì ạ? Đau ở cái khoản thần kinh, đi khám người ta bảo thần kinh mà. Như này, anh đi khám rồi và cái cơ chế người ta nói là do thần kinh. Vậy thì mình thử test lại vấn đề đấy đi. Trước khi mà quan hệ với vợ mình có căng thẳng không? Bình thường thôi, không có gì căng thẳng có đâu. Có thấy thoải mái, vui vẻ không? Bởi nhiều khi nó là do... À, chỗ đấy thì có dây thần kinh ấy chị. Đúng rồi, có dây thần kinh, cho nên rằng là nó có thể là do thần kinh, mà thần kinh nó có thể là do yếu tố tâm lý nhá. Nó làm cho mình bị như thế. Ví dụ như là đi vào trận mà lại cứ chết rồi, sắp sửa đau rồi đây này. Thế thì cuối cùng là đau thật ấy. Đấy, đấy nó gọi là yếu tố tâm lý mà sợ hãi, sợ sệt quá thì nó làm cho mình hoảng hốt và nó là bị đau nhá. Hoặc là cái dẫn truyền thần kinh ấy, tức là trong cơ thể mình nó có một cái hệ thống thần kinh, thì cái hệ thống thần kinh đấy nó bị tắc ở đâu thì ở đấy là nó đau. Rõ không ạ? Thế và anh đi khám thì người ta bảo đau đây là do thần kinh, thì có nghĩa rằng là cái hệ thống thần kinh nó chi phối khắp các bộ phận của cơ thể, nó bị ứ trệ nhá. Thế và thần kinh thì thường nó đi theo với cả tuần hoàn đó. Và hai cái môn đấy để mà chẩn đoán, để mà tìm được ra nguyên nhân ấy thì nó phải là chuyên khoa khá sâu để người ta có các cái phương tiện để người ta chẩn đoán xem là có phải do cái bế tắc do dẫn chuyển thần kinh không nhá. Tức là do về mặt thực thể ấy, về mặt cơ thể của anh, như là mạch máu nó bị tắc lại thì nó sẽ làm cho cái chỗ mà máu nó đến nuôi ấy, nó không được nuôi dưỡng thì nó sinh ra thiếu máu rồi là bị hủy hoại. Đấy, đấy là tắc. Và thần kinh thì nếu mà nó ứ trệ thì nó sẽ gây đau. Và khi người ta phát hiện ra thì yếu tố thần kinh ấy, thì có thể người ta cho những cái khí huyết lưu thông, các cái thuốc liên quan đến đó, hoặc là các cái bài luyện tập để đả thông kinh lạc nhá. Đó, thì đấy là tất cả là chỉ là dự đoán, còn để chẩn đoán chính xác thì phải có một cái hệ thống máy móc và gặp anh. Nhưng trước tiên là tự mình chẩn đoán cho mình là mình có yếu tố gọi là tâm lý nó chi phối
vào những cái lúc đó không thì loại trừ đi, thoải mái đi, xem nó như thế nào. Đã gần vợ là thật yêu đi, thật say đắm đi, xem nó ra làm sao. Nếu như quả thật là không có yếu tố tâm lý thì mình cần phải đi khám nam học để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thì rồi mới có thuốc điều trị nhé. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Dạ vâng ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Cháu hỏi chương trình là để cái tâm nó thoải mái hơn đó. Vâng. Thì là đến nay là cháu chưa làm được cái gì cả. Cháu sinh năm 88 á. Mà cháu bị tai nạn là do cháu thôi. Không phải ai khác, mẹ cháu lại như là cứu cháu thêm lần nữa. Tại vì các bác sĩ qua chuyên môn nghiệp vụ cứ bảo trả về, nhưng mẹ cứ bảo để chữa được cái nào hay gì đó. Vâng. Thì đến nay thì cháu cũng thật là may mắn là cháu có thể chữa lại được ở trong cuộc đời. Cháu không biết nói gì hơn, thì có nói đi lại thì cũng đã vậy, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì mình có muốn không thể được. Thì cháu bây giờ là thời gian để mà nghĩ thì nó rất là ít, và cháu hay nghe cái chương trình và cháu rất là hâm mộ. Cháu cũng muốn chương trình ấy chỉ dẫn cháu một con đường nào đó, suy nghĩ nào đó để cái tâm cháu có thể thoải mái hơn. Vâng. Rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Như bạn có nói vừa rồi là được sống lại thêm một lần nữa, mà là do mẹ của mình đã trao cho mình thêm một lần nữa cái cơ hội đó, đúng không ạ? Và bây giờ thì tâm lý của mình cũng đang rất là bất ổn, cũng rất là mong manh, rất là muốn chia sẻ và tâm sự. Chúng tôi cũng rất vui là được đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống này. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh ạ. Xin lời cảm ơn đến chương trình ạ. Rồi, xin chào em trai. Nhưng mà này, chào ông ạ. Úi giời, chào ông xong chào cụ đi con ơi. Con sinh năm 88 đúng không? Dạ vâng ạ. Thế mà kiếp chào ông thì cuối cùng ông định chào ông bao nhiêu? Nói vui vậy thôi, nhưng mà thôi cứ giọng hơi bị dễ gần. Đúng rồi, giọng hơi bị già đấy. Tươi vui rồi một tí, sinh năm 88 mới ba mấy tuổi, nhiều bạn trai còn đang lông bông, còn chưa có người yêu, người ta đang kiếm việc đi làm ấy kìa. Đơn giản là thế này. Hoàn cảnh của mình là cháu có nói rằng cháu bị tai nạn. Tai nạn hồi là làm sao? Tai nạn lao động hay là giao thông hay là ốm rất nặng? Dạ không, thì cháu đi trên đường thì xe tải to như container hốc vào. Mình bị tai nạn giao thông. Cháu thôi. Cháu không đổ lỗi cho ai cả. Đúng rồi, thôi, không hỏi thế để biết là sao cái mức độ mà mình bị tổn thương sức khỏe bây giờ như thế nào. Ngày đấy đi là bác sĩ đã bảo trả về đúng không? Vậy là không cứu được nữa rồi. Thế là vì mẹ mình nói rằng thôi còn nước còn tát, cứ đưa về, cứ chăm sóc, rồi xem nó phục hồi được đến đâu. Và bây giờ thì mình sống vui vẻ như thế này đấy, đúng không? Bây giờ tình trạng của mình thế nào? Đi lại được không? Thì cháu nói thật luôn là đi lại cũng khó khăn hơn, nhưng mà cháu cũng cứ tập. Rồi, tóm lại là đi lại chứ không phải là... ý chí và nghị lực. Tốt quá. Là mình không phải ngồi xe lăn và cũng không phải ngồi một chỗ, đúng không? Hiện nay là đi lại được, tự phục vụ bản thân được, đúng không? Tai nạn thì cháu bị liệt tay. Rồi, liệt tay nhưng mà ví dụ như bê bát cơm ăn có được không? Dạ được. Bê bát cơm được, tự giặt quần áo được không? Dạ, khó nhưng mà cũng được. Cũng cố đúng không? Tắm mẹ có phải tắm cho không hay là dạ, tự không, được? Không, không gọn gàng được nhưng mà tự chủ không động. Không gọn gàng, thế là tóm lại này. Đi lại tuy khó khăn nhưng đi lại ở trong nhà ra ngoài ngõ được đúng không? Dạ vâng ạ. Cơm ăn được, không phải mẹ xúc cho.
Rồi cũng tự tắm được chứ cũng không phải. Tóm lại là về cái kỹ năng tự phục vụ bản thân là mình làm được. Dạ vâng. Chỉ có điều là không lao động sản xuất gì được đúng không? Dạ vâng. Nguồn sống của cháu và mẹ hiện nay bằng cái gì? Mình có được cái chế độ mà mỗi tháng nhà nước hỗ trợ của cái người khuyết tật không? Dạ cháu có. Được bao nhiêu? Cháu cũng không biết nữa vì cháu cũng không tham gia vào cái việc đó, thì mẹ đang mới đi nước ngoài là mô xin trả nợ ở chỗ. Trời ơi, tức là bây giờ mình cũng không phải, cháu đau cái việc đó. Bây giờ mẹ cũng không phải ở đây đúng không? Cậu không phải ở với mình mà mẹ là phải đi Hàn Quốc hay Đài Loan? Dạ, mẹ cháu đi Trung Quốc, Macau không ạ? Rồi. Nói chung là đi làm giúp việc để lấy tiền. Thứ nhất là cũng lại trả nợ mà hồi trước chữa chạy bệnh tật cho cháu. Hơn nữa là cũng có thể có tí vốn tí liếng gì đó. Thế hiện nay thì tóm lại mình đang sống với ai? Dạ, cháu đang ở với em gái, thay mẹ nuôi. Rồi, em gái lớn chưa? Có chồng chưa? Dạ, dạ em cháu có ba con rồi. Ồ. Nhà bán xi măng sắt thép cũng cứ tạo điều kiện cho anh nó làm bị kiểm tra. Rồi, rồi, rồi. Cái tầm cháu không thoải mái được. Được rồi, để từ từ. Liên hệ không? Rồi, cậu em rể có tốt không? Em gái mình thì thương mình rồi. Nhà nó bán sắt thép, nó cũng muốn ông anh ra đấy ngồi cái ghế rồi gọi là giám sát, trông coi một tí để gọi là nó có hỗ trợ mình thì mình không cảm thấy mình là người ăn bám đúng không? Là bác cũng và ra đây bác cái trông nom. Cậu em rể được không? Dạ, cháu cũng nói với em trai là cùng dòng máu đâu, là công an. Cháu mới nói với em là ai nghĩ gì, ai nghĩ thế nào anh cũng biết, nhưng mà anh phục chú Húc. À, tức là cháu là còn có một cậu em trai làm công an. Vâng. Còn cô em gái thì lấy chồng và đang bán sắt thép, và cháu thì cứ ra đấy để hỗ trợ, trông coi. Ban nãy thì lại đang nói chuyện cô em gái, thì quay ra phục cậu em trai. Cậu em trai thì làm sao? Cậu ấy hỗ trợ mình hay là cậu làm gì? Dạ. Có lo cả nhà mà không? À, cậu là người được giang tay lo cho cả nhà đúng không? Vâng. Cháu thấy không, ở đời không ai người ta lấy hết của mình. Ông trời ông lấy cái này, ông lại cho cái kia. Mình cũng nhìn thấy cái may mắn là thôi mình hoàn cảnh là bị tai nạn. Bác sĩ đã trả về, đáng lẽ người khác là thôi, nhưng mà thôi nhờ đức độ, nhờ tổ tiên, rồi đặc biệt là nhờ cái tình cảm của người mẹ đã truyền sang và cháu đã sống được, mà cháu đã nói một câu là nhà rồi đúng không? Vâng, ông nói đúng ạ. Và ban nãy cháu đã nói một câu là mẹ sinh ra cháu một lần thứ hai nữa. Chính xác là như vậy. Cái ơn đối với mẹ thì không thể kể được nữa. Đúng rồi. Ban nãy cháu có nói là hiện nay cháu sống và cháu cứ nghĩ nó cứ hơi buồn buồn, nó tiêu cực. Nhưng mà cháu lại phải lạc quan lên là rất nhiều trường hợp rơi vào những hoàn cảnh như cháu ấy là bị gia đình bỏ rơi luôn. Bây giờ mình đi bán tăm, bán chổi, thậm chí là mình đi ăn xin. Hoặc là đi vào thành phố, để ra thành phố để ngồi xe lăn, xe đẩy, hoặc là lê lết ở trên đường ấy để bán vé số. Nhưng mình không đến nỗi thế. Bởi vì mình còn có những đứa em rất tử tế, nghĩa tình. Và đấy là ông trời cho mình đấy. Ở trời người ta nói là 10 ngón tay có ngón dài, ngón ngắn, nhà cháu có 3 ngón. Hai ngón kia nó dài dài, thôi mình có hơi gọi là không may mắn một tí. Nhưng có hai ngón kia nó che, nó chắn cho cũng được mà. Mình cứ nghĩ thế thế này. Ông nói đúng là cháu biết là cái khả năng của cháu bây giờ là chỉ được vậy. Bây giờ bác hỏi một tí xíu nữa thôi này. Cháu suy nghĩ này, rồi ăn nói giao tiếp là nó bình thường đúng không? Thì ông tiếp xúc là ông rồi. Nghe cháu nói chuyện thì hơi chậm một tí thôi. Bác rồi. Đang muốn hỏi một tí xíu một cái khác này. Con có rung động với một người con gái phụ nữ nào bao giờ? Có bạn gái có ước ao rằng mình cũng có được một người bạn gái, dù không đẹp như tiên, dù không tốt như Phật, nhưng mà đủ chia sẻ với mình và gánh bớt gánh nặng đi. Nói với cậu em trai. Để cháu nói luôn, thời gian có hạn đâu. Khi não bên trái mà có suy nghĩ muốn tìm ai đó thì ngay lập tức não bên phải có suy nghĩ là mẹ mình trả nợ thằng con bé thiếu nó dập tắt không ạ. Cho nên là mình cũng chả dám nghĩ đến, đúng không? Từ 2016 đến nay là cháu chưa có chuyện là gần gũi với ai đó. Thôi, nghĩ đến điều tích cực, nghĩ đến những cái may mắn. Ít nghĩ đến cái mất, bởi vì mất thì cũng mất rồi, thiệt cũng thiệt thòi mất rồi. Mình nghĩ đến cái may mắn. Cháu xin phép cho mạnh dạn cháu hỏi luôn là không phải là được nuôi này trong nuôi nọ, nhưng vì khả năng của mình bây giờ là vậy. Cháu nói với thằng em trai là anh muốn đi học, nên bảo anh cứ đi học làm sao thoải mái cái tâm mình được. Cháu muốn đi học công nghệ thông tin đó.
để có thể tự tốt quá vươn lên trong cuộc sống, ví dụ ngồi tại một chỗ cũng có thể được. Làm được đó. Rồi cháu thì đi học cháu... đi học đi, thứ nhất là để cho đầu óc nó thoải mái, mình mở mang ra, sau này cháu ngồi một chỗ như cháu có thể liên lạc được với cả thế giới, bởi vì mạng xã hội nó phát triển. Đúng rồi, nhiều người ngồi xe lăn người ta vẫn làm nhà văn nhà báo, rồi làm hiệp sĩ công nghệ thông tin, người ta cũng thiết kế phần mềm, cũng lập trình viên đủ kiểu trên đời. Vâng, mỗi người có một con đường, mỗi người có một cái lối đi riêng. Biết đâu cháu một năm sau cháu lại gọi đến khoe là cho cháu gặp ông Đinh Đoàn, cháu khoe với ông là bây giờ cháu học xong cái bằng công nghệ thông tin rồi, bây giờ cháu đã có một cái quán, đang mở một cái quán nọ, một cái quán kia ở gần nhà cháu. Xong rồi là tự nhiên lại thấy có hai cô gái lại đến cứ đòi yêu cháu chẳng hạn nhá. Khi mình có giá trị thì tự nhiên Hà Nội chỗ cái chị gì ở Nghệ An nó ra khuyết tật á, chị làm chủ tịch hội gọi là nghị lực sống đúng không? Thôi kết nối với các cái mạng đi, đi học công nghệ thông tin thì mình sẽ tham gia vào đủ các mạng xã hội. Cháu nên đi học là không ở lại rồi đi kiểm tra suy xét ở nhà không? Cháu là người quyết định. Trong trường hợp mà đi học thì nó sẽ có tương lai xa hơn và nó sẽ bền vững hơn. Còn thì bán si đến cái công việc kinh doanh ấy, tới chính chủ người ta đôi khi người ta còn chẳng dám là nó chắc chắn. Buôn bán lúc này nó được, lúc khác nó bấp bênh, đúng không? Thì, rất đúng, vâng. Lúc nó làm ăn được thì nó vui vẻ, nó trợ giúp mình. Nhưng mà lúc mà nó cũng nhiều cửa hàng si quá, nó mở ra, nó cạnh tranh, nó làm ăn, nó khó khăn. Tự nhiên cái sự mà giúp đỡ mình nó cũng giảm nhiệt tình đi. Mình thấy nó khó khăn, mình cũng cứ ái ngại. Không gì bằng hai bàn tay mình làm ra. Nhá, tốt, đừng nghĩ đến cái mà đã mất, hãy nghĩ đến cái mình đang còn và nghĩ đến tương lai sẽ tươi sáng hơn khi mà mình có nỗ lực nhá. Vâng, xin được chúc bạn sẽ luôn có nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào thính giả. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, xin chào chương trình. Tư vấn giúp em một câu hỏi, đó là vợ chồng em năm nay 36 tuổi. Vâng ạ. Và lấy nhau từ năm 2012 mà sinh được một bé trai hiện nay đã 10 tuổi, nhưng mà cháu không may bị chứng tự kỷ ấy. Vâng. Rồi vợ chồng em muốn sinh thêm một đứa thứ hai nhưng mà đang lo lắng là không biết là cái đứa thứ hai này nó có giống đứa đầu tiên không ạ. À vâng. Vâng. Bé lớn đã 10 tuổi và bị chứng tự kỷ đúng không? Chia sẻ với vợ chồng bạn nhé. Và bây giờ mình rất là muốn sinh bé thứ hai, tuy nhiên thì có cái băn khoăn là không biết liệu bé thứ hai lại có bị giống như anh chị mình trước đó hay không, đúng không ạ? Dạ. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, xin mời bác sĩ. Câu hỏi khó nhỉ, không biết là liệu có bị hay không bị. À, thế cái em 10 tuổi ấy, thì bị có nặng không? Dạ, bác sĩ thì khám họ đánh giá là bị 12% là bác. À thế à, thế dạ. Hiện nay thì có theo một cái lớp học nào không? Chứ cũng có theo mà giờ em không thấy có kết quả nên em giờ em cho cháu về rồi. Tức là cũng có theo một cái lớp tự kỷ nhưng mà không thấy kết quả thì cho về á, sao không đi tìm một cái lớp khác? Hiện tại giờ cháu đang học tiểu học của bác kia, nhưng mà cháu biết đọc biết viết nhưng mà đi lớp thì cháu không chịu học, không chịu viết bài. Rồi, và có nói với cô giáo để cô giáo kèm cặp thêm cho không? Có cô giáo, ở trong lớp cũng có mấy đứa bị là cô giáo cũng kèm cặp ấy. Nhưng mà vậy ở chỗ em ở ấy, ở gần gần quanh quanh đấy ấy, có một người nào mà dạy cho trẻ tự kỷ ấy? Vâng, cũng có đó. Rồi, thế thì mình cố gắng nỗ lực cho em bé 10 tuổi này đi nhá, nỗ lực hết sức mình để cho em ấy tốt hơn, cho cuộc sống của em ấy sau này. Và cho em ấy, tức là cho bố mẹ, đúng không? Đấy là cái hiện tại là mình đang có. Thì cũng đừng nản lòng, bởi vì tự kỷ bây giờ cũng nhiều người họ cho con vào những cái lớp mà dạy ấy, mà có chuyên môn thì nó cũng đỡ. Và trẻ tự kỷ bây giờ nó cũng mắc nhiều lắm đấy. Đấy, thì đấy là đối diện với cái gọi là vấn đề hiện tại của mình. Thì đừng buông tay, để rồi lại cứ đi tìm những cái mới. Mình phải chấp nhận một cái số phận nào đấy. Ví dụ như là cứ vui với em tự kỷ này đi, để dạy cho em và em ấy có tiến bộ từng ngày. Tức là mình đang làm những cái việc thiện ấy cho con mình. Thế và được cả cho bố mẹ, và cái được cho bố mẹ còn là được vui và được phước nữa. Thế và ở khía cạnh nào đấy thì người ta nhìn cái phước, tích phước ấy, và hy vọng rằng những đứa sau nó không bị tự kỷ. Và để khẳng định thì chắc là hai bạn sẽ phải đi khám để xét nghiệm gen đi, xem là bố mẹ có
cái khiếm khuyết gì về gen không? Và nếu có khiếm khuyết về gen thì rất có nguy cơ là mình sẽ sinh ra em bé nó có cái khiếm khuyết nào đó nhá. Thường người ta vẫn cứ làm cái sàng lọc trước sinh ấy, trước khi có kế hoạch mang thai. Thế thì đây coi như là một lần mình đang mong chờ một cái thai mới nó khỏe mạnh như ý mình. Thì bố mẹ đi khám có bệnh hiện tại không? Tôi hỏi bác sĩ cái này khám ở đâu được hả bác? Bạn lên các cái bệnh viện chuyên khoa phụ sản ấy. Đó, ở phụ sản Hà Nội hoặc là phụ sản Trung ương ở Tràng Thi ấy. Thế thì khám đi, và mình cũng nói cái mong muốn của mình. Và mình cũng hỏi là liệu em bé thứ hai liệu có vấn đề gì không? Thì người ta sẽ dựa trên cái nhiễm sắc thể của bố mẹ để có thể tiên đoán một phần thôi nhá. Vâng, chúc hai vợ chồng bạn sẽ luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhá. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới cửa sổ tình yêu ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. Alo. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, em chào chị ạ. Và câu hỏi của em là em và chồng em thì cũng lấy nhau được đến giờ 20 năm rồi. Dạ. Thì tức là từ lấy được 2 năm rồi thì anh ấy thì đi cặp với một người tức là chưa đủ tuổi thành niên. Xong anh ấy sau là bị đi cải tạo. Em một mình em khắc nuôi con ấy, khi sau 3 năm anh ấy về rồi. Thì khi vợ chồng cũng đoàn tụ rồi, về được một thời gian anh ấy lại đi với người khác. Vâng. Mãi từ 2016 ấy, thì vợ chồng em thì cũng sống ly thân. Vâng. Thì suốt từ cái giai đoạn đấy về thì sống ly thân thì em thấy mệt mỏi quá. Đã nhiều lần em cũng làm đơn để nộp xong anh ấy cũng ký. Nhưng mà thì con em ấy thì lại bảo là mẹ ơi, mẹ đi rút đơn thì hãy sống vì con. Thế thì em lại đi rút đơn về. Khi rút đơn về thì hai vợ tức là gọi cả hai bên gia đình ấy để nói chuyện, cả bên ngoại bên nội về nói chuyện. Nhưng mà khi về được một thời gian anh lại vẫn đi. Thế là từ đấy về thì bây giờ anh vẫn đi theo người kia, thì lại ở cùng tổ dân phố em ấy. Vâng. Còn bây giờ nói chung là thi thoảng anh vẫn về, nhưng mà về gọi là thi thoảng thoáng qua thôi. Còn về chuyện vợ chồng thì không có gì cả. Vâng. Cũng không đánh đập, không chửi bới gì, vẫn có trách nhiệm gọi là tức là khoảng. Thực ra hai người cũng ly thân nhau cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Vâng. Sống chung thôi nhưng mà thế em mệt mỏi quá. Đã nhiều lần em nghe chương trình này, xem anh chị tư vấn xem là em nên làm cách nào. Vâng. Thật sự là em sống rất là thấy mệt mỏi quá. Vâng. Còn nói về tuổi tác thì thật sự là bảo già cũng không phải là già, trẻ không phải trẻ nữa. Vâng. Thì không biết là làm cái cách nào, cứ sống cứ chửi này em thấy mệt mỏi. Dạ. Nhiều lúc em khao khát cái tình cảm, muốn có người để chia sẻ nhưng mà không có được. Vâng, đấy. Chương trình rất là hiểu cảm xúc. Vâng. Của chị hiện nay. Kết hôn đã hơn 20 năm rồi đúng không ạ? Xin lỗi là năm nay em mình bao nhiêu 20 tuổi năm ạ? Năm chị ạ. À, 20 năm, vâng. Vâng. Thì năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em được 44 ạ. À, vâng, 44, đúng là cũng không còn trẻ nữa nhưng mà cũng chưa già thật. Vâng, rất là chia sẻ với tình trạng hôn nhân hiện nay của gia đình mình. À, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình. Chúng tôi cũng đã lắng nghe câu chuyện của chị và sẽ chia sẻ. Xin mời anh ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh ạ. Bây giờ thì cuộc sống của mình thế nào? Cháu lớn nhất bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu lớn nhất thì 20 tuổi. Rồi, cháu bé thì cũng bao nhiêu rồi? Cháu bé thì được 12 tuổi. Con trai con gái thế nào? Cháu lớn 20 là con trai hay gái? Con trai hết anh ạ. À, hai cháu con trai. Nhưng mà cháu lớn thì cháu tự lập, cháu tự làm. Đi làm xong là ở ngoài rồi, nó chán chứ nó chẳng muốn ở nhà đúng không? Vâng, cháu học hết lớp 12 đi làm rồi. Một cháu thì cũng đi học. Hai cái cháu đó nó có ý kiến gì bao giờ không? Tất nhiên con trai thì nó không để ý lắm, nhưng mà nó cũng đã nói với mẹ rằng là mẹ hãy sống vì chúng con. Tức là cái lúc ấy nó khao khát, nó mong muốn rằng là nhà có đầy đủ bố mẹ. Nhưng mà nó cũng đã chứng kiến rằng là bố có cũng như không, và bố đến nhà cô kia là chính, chứ còn thì có để ý quan tâm gì đến gia đình đâu. Thì các cháu nó có bao giờ nó nói gì về cái chuyện này không? Sự là cái này kể cả mẹ chồng em cũng đã từng nói. Tất cả ở bên đấy ai cũng nói, thì con thì cũng nói, nhưng mà vẫn thế anh ạ, vẫn đi suốt
người này người kia. Đúng rồi, anh ấy năm nay 40 mấy tuổi rồi, không ai nói được đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đến con nhà mình 17-18 tuổi nó trưởng thành rồi, mình nói nó còn không nghe thì mình cũng còn chịu, huống chi như cái ông gần 50. Cho nên là bố mẹ anh cũng chẳng nói được, mà mình thì không nói được thì đúng rồi, con thì cũng chịu chết là đúng rồi. Một cái người mà trưởng thành như thế tự chịu trách nhiệm về bản thân. Ở đây chỉ có thể nói rằng này, không có tình yêu với vợ, không có tình yêu đã đành rồi, nhưng còn không có cả trách nhiệm nữa cơ. Cũng có những gia đình đôi vợ chồng người ta cũng sống với nhau một thời gian, tình yêu nó cũng mai một đi, nhưng người ta có trách nhiệm với nhau. Thôi thì cố gắng sống vì con, cũng không được ôn hôn thắm thiết hàng ngày thì cũng chung lưng đấu cật làm ăn kinh tế này, lo lắng cho con thì tối thì ăn rồi ngủ vân vân. Và anh ấy đã có tiền án tiền sự về chuyện là xâm hại tình dục trẻ em, đã đi tù này, thả tù ra rồi về lại bị nữa này. Thế thì ở đây không những là xét về góc độ nào đó có thể nó là một cái chứng bệnh tâm lý, là cái người mà không kiềm chế được những cái nhu cầu tình dục của mình, tức là sinh hoạt bừa bãi nó quen rồi. Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện là, bởi vì 44 rồi, nếu mà trời cho mình sống đến 100, nghĩa là còn 56 năm nữa, cứ như thế này có sống được không? Em rất nhiều lần em đã từng cứ ngồi đâu em khóc đấy. Không khóc thì chẳng giải quyết được cái gì. Hãy nhớ thế này. Thứ nhất, đời mình phải lo. Người ta không thương mình thì mình phải tự thương cái thân mình. Con thì nó có bao nhiêu đứa nó ở trong tay rồi, cũng lúc nó bay hết. Bây giờ một thằng 20 đã tự lập rồi, còn cái cháu 12 ấy mà vài tuổi nữa rồi, cũng không đi bộ đội thì cũng đi công nhân rồi, cũng đi làm ăn rồi. Nó đi làm ở đâu thì nó yêu ở đấy, mà yêu ở đâu nó lấy vợ ở đấy. Rồi đến lúc mình cũng là một mình. Một những cái gia đình mà hết lòng lo cho con thì chỉ mong muốn con trưởng thành bay đi, lúc ấy các ông bà già còn lại yêu thương nhau, níu vào nhau, dựa vào nhau chung sống. Nhưng mình không có được cái đấy, mình chẳng nghĩ rằng mình sẽ thân một mình, mà lúc ấy lại còn 50 mấy rồi, tuổi lại cao, trời lạnh ho, muốn ăn bát cháo cũng chịu chết, muốn mua viên thuốc cảm cũng tự mà chống gậy mà đi. Cho nên là bây giờ còn chưa quá muộn, hãy lo cho bản thân nhá. Ừ, các con thì lúc nó còn quá bé thì nó mới nghĩ đến chuyện là nó xấu hổ, vì nếu bố mẹ mà ly hôn rồi là đi học các bạn trêu. Nhưng bây giờ cái cậu mà 20 ấy, nó cũng để ý đến bạn gái nó là chính, chứ nó để ý gì đến mình nữa đâu. Thì còn cái bạn mà 13, 14, 12 kia rồi cũng chỉ một thời gian nữa là trưởng thành. Vậy thì mình có bao giờ nghĩ đến chuyện là giải thoát, ly hôn đi, thế rồi là mình cứ làm, cứ ăn, mình chăm lo cho con mình, rồi thôi nếu may mắn mà gặp được một ai đó cái dạng mà gãy đòn gánh giữa đường, hoặc là rổ giá cạp lại người ta thương mình, thì mình dựa vào nhau mà sống. Thế còn nếu không chăng nữa thì mình cũng đỡ bực mình, thà rằng không có chứ có mà lại cứ thấy rõ ràng là chồng mình có kia. Thế nhưng mà chồng mình cứ tối đạp xe đi ra nhà chỗ ấy chỗ nọ. Thế xong rồi trong lúc mà mình ở nhà một mình chăm con, lo con ốm đau rồi cơm nước này, thì biết rằng ông lại đang ở ngoài đấy, ở chỗ nhà cô ấy á. Trời ơi, nó khó chịu lắm ấy, đúng không? Vâng, thà không có là thôi. Em đi làm ấy, ừ, đi trường, các anh chị cũng bảo thôi giải thoát thì cứ ở như thế này, thì đến lúc ốm đau thì chả ai chăm sóc. Nhiều không lúc phải. Chỉ đi làm về đến nhà rất là buồn, không biết làm, không biết tâm sự kiểu gì, biết cách mình nào để giải thoát. Hơi bị gọi là nghiến răng hơi cá lâu đấy. Với những cái người phụ nữ hiện đại mà người ta nghĩ rằng là con người nó có mỗi một đời thôi. Vậy thì nếu như mà cuộc hôn nhân mà nó đã gặp trắc trở ngay từ ban đầu thì người ta phải giải phóng ngay từ cái dịp mà ông ấy đấy thiếu tư cách rồi đi tù đi tội rồi lại vì cái tội xâm hại trẻ em như thế. Thì đã là sau đấy, nếu mà không bị mang tiếng là cái đoạn là trong khi người ta đi tù mình ở nhà bỏ chồng thì cũng đợi ông về rồi cũng có cái gì, chứ không để cho đến bây giờ khi con cái gần trưởng thành, gần bay hết, mình gần già bắt đầu mới giật mình thì nghĩ đi nhé. Thế còn thì cũng nghiến răng cũng được, thế nhưng mà nó sẽ khổ thôi. Còn mấy chục năm nữa không biết là mình có kiên cường được không. Mấy năm vừa rồi còn kiên cường được, bởi vì lúc ấy mình chỉ lao vào đi làm, nghĩ rằng lo cho con. Nhưng mà đến lúc mà con nó cũng không cần mình nữa, thậm chí là nếu nó lấy vợ, nó đẻ con, nó còn không cần bà bế nữa, nó thuê người giúp việc chứ bà ra bế này còn vướng mắt nó, thì lúc đấy mình mới thấy thật sự cô đơn. Và mới thấy rằng là rồi mình lại nghĩ rằng đấy, sao suốt cái thời tuổi trẻ thì mình hết lòng vì con, bây giờ chúng nó lại không quan tâm, rồi lại ngồi đấy cứ trách trời trách đất trách mây nhá. Bây giờ cũng thật sự là em đi làm về cũng vui thủ một mình, hai đứa con thì cũng ra ngoài hết rồi thì cũng không biết làm được gì. Cả hai đứa con cùng ra ngoài á?
Vâng, một... Bây giờ thì thật ra thì tất nhiên là trẻ con thì vẫn cứ cần bố cần mẹ, nhưng mà nó cũng đã có cuộc sống tự lập rồi. Trên 18 tuổi cái thằng 20 thì là ngon lành rồi. Những cái bạn mà đi nội trú kia thì cũng chủ yếu là lo rồi đóng tiền cho bạn ấy thôi, đúng không? Nếu mà là dân tộc nội trú nữa thì có khi còn được miễn phí thì cũng lại còn đỡ hơn. Nhà nước nuôi. Ồ đấy, lại thế thì mình cũng tạm gọi là bớt được cái phần lo. Thế hãy tập trung lo cho mình. Người ta nói rằng là gì thì gì, mình hãy tự thương mình. Nhất là khi không ai thương mình thì mình phải thương lấy mình nhé. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc bạn sẽ luôn may mắn trong cuộc sống. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. À, cho em hỏi chị, vợ chồng em Quỳnh Nguyệt vẫn đều mà đi bắt mạch, họ bảo là uống thuốc bắc vẫn có quân, mà sao đến giờ sang năm nay họ bảo có tin vui mà bọn em trông mãi sao không được. À, tức là anh chị đang muốn có tin vui là có con thêm ấy ạ? Vâng. Vâng, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Em năm nay 42 rồi. À, 42. Thế được mấy cháu rồi ạ? Em chưa. À, chưa được cháu nào, vâng, cho nên là mình cũng rất là mong mỏi đúng không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tiếp chuyện chị nhá, xin mời ạ. Vâng. Ừ, tôi chào bạn. Alo, em chào chị. Ừ, thật đúng là rất là chia sẻ với mình. Ừ, ông xã mình thì bao nhiêu tuổi em? Ừ, ông xã em sinh năm 76 ạ. À, 76 tức là năm nay 46 nhỉ? Ừ. Vâng. Em với ông xã lấy nhau lâu chưa? Lấy cưới tháng 12 năm ngoái mà tháng năm nay là được hơn năm rồi. À thế à? Tức là hai bạn cũng mới kết hôn hơn một năm nay thôi đúng không? Vâng. Ừ. Từ lúc kết hôn đến giờ thì em cũng chưa có thai tự nhiên lần nào phải không? Chưa, em chưa có thai bữa, nhưng mà nói về kinh nguyệt em thì vẫn đều. Ừ. Em có kinh lần đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi? Có kinh từ năm 16 tuổi. À, 16 tuổi hả? Từ hồi kinh nguyệt thì tương đối là đều đúng không? Vâng. Ừ. Thực ra thì ở cái tuổi như của mình ý, tức là tuổi ngoài 40, thì cái việc có thai tự nhiên ý, nó sẽ khó khăn hơn so với cả nếu như mà mình cách đây 10 năm hoặc là 15 năm. Nhá. Bởi vì khi em đã bước vào tuổi 42 thì rất nhiều người phụ nữ có thể nói là đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Có những người mà mãn kinh sớm ý, thì có khi chỉ vài ba năm nữa là người ta đã mãn kinh rồi. Thế và ở cái tuổi như của em thì kể cả kinh nguyệt cũng rất là đều, nhưng mà cái chất lượng của trứng ý, nó sẽ không được như trước nữa. Rồi nội tiết tố sinh dục của mình nó cũng không được như là cái lúc mình còn trẻ nữa. Đấy. Và bên cạnh đấy thì ông xã nhà em cũng vậy. Có thể là cái nhu cầu quan hệ tình dục hoặc là cái chất lượng quan hệ tình dục của ông ấy vẫn rất là tốt. Nhưng biết đâu đấy tinh trùng của ông ấy nó sẽ không được như là lúc còn thanh niên. Có thể là mình vẫn quan hệ tình dục bình thường, thế nhưng mà gọi là chất lượng tinh trùng nó không được như trước nữa. Số lượng tinh trùng có thể nó cũng không được như lúc còn thanh niên nữa. Chính vì thế là ở cái tuổi như của bạn bây giờ, tức là vợ thì 42 mà chồng thì 46, thì cái cơ hội để có thai tự nhiên nó sẽ khó hơn là lúc mình còn trẻ rất nhiều em ạ. Vâng. Thế mình đi khám đông y thì mình cũng chưa đi khám tây y lần nào đúng không? Em đi khám bệnh viện phụ khoa thì họ bảo không có vấn đề gì. Còn hồi mới về nhà chồng thì đi khám đông y thì người ta bắt mạch, người ta bảo là đừng híp kiếm thôi. Ừ. Nói chung là khám bên đông y ấy, thì thường là các thầy thuốc ở bên đông y người ta sẽ bắt mạch là chính. Thế và nếu như là bệnh viện y học cổ truyền thì người ta cũng có thể đông tây y kết hợp. Người ta sẽ có những cái biện pháp lâm sàng, những cái biện pháp xét nghiệm để hỗ trợ cho cái công tác điều trị
theo đông y. Chứ còn nếu như em mà khám ở các cái bác là thầy lang hoặc là những cái người mà chỉ có cái hiệu thuốc thôi thì phần lớn là người ta sẽ không có các cái cơ sở hỗ trợ của bên tây y, cho nên là cái việc chẩn đoán để xem là mình khó khăn ở chỗ nào thì nó sẽ khó hơn là ở bên tây y. Thế em cũng đã đi khám ở bệnh viện sản phụ khoa của Thanh Hóa rồi đúng không? Bảo là buồng trứng với lại các thành phần vẫn bình thường. Thông thường vì em chưa sinh nở lần nào và em cũng đã mới kết hôn lần đầu, cho nên là có thể bác sĩ sẽ để cho em cứ có quan hệ tình dục bình thường như thế để xem có thể có thai tự nhiên không. Nhưng bây giờ đã hơn một năm rồi thì theo chị có lẽ là em cần phải quay trở lại đấy để vào cái khoa gọi là khoa hỗ trợ sinh sản. Người ta sẽ phải kiểm tra cho em kỹ hơn, xem là cái chất lượng trứng của em như thế nào, rồi cái nội tiết tố sinh dục nữ của em nó ở mức độ như thế nào, nó có thể đảm bảo cho việc có thai tự nhiên hay không. Và một cái điều rất quan trọng chính là khám cả chồng em nữa. Thế làm xét nghiệm tinh dịch đồ để xem cái chất lượng tinh trùng cũng như là cái số lượng tinh trùng của anh ấy có tốt không, rồi tinh trùng của anh ấy nó có đảm bảo để mình có thể có thai tự nhiên hay không nhá. Bây giờ thì cần phải vào cái khoa hỗ trợ sinh sản để khám đi. Xong rồi cả hai vợ chồng đi khám nhé. Và cũng phải chuẩn bị một kinh phí cũng tương đối một chút. Thế đi khám thì hy vọng là em cũng có ở cái mức độ là có thể chỉ cần những cái can thiệp nhẹ thôi á, sẽ thuận lợi hơn. Chứ còn nếu như mà tùy theo cái nguyên nhân, cái kết quả khám, người ta sẽ tư vấn cho em những cái biện pháp để mà mình sớm có tin vui nhé. Vâng, chúc chị sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình và sớm có tin vui nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Hello, em đây ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Vâng, chị ơi, em muốn hỏi là bây giờ em kết hôn được 7-8 năm rồi á. Vâng. Thì em cũng được 2 cháu rồi. Với lại chồng em cũng bẩm sinh nên là không nói được ấy. Thì bây giờ em cũng muốn bỏ ấy, thì em không biết làm nào ạ. À, tức là chồng mình là bẩm sinh là câm điếc đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ thì mình muốn ly hôn. Hai bạn đã có em bé chưa? Em được hai cháu rồi ạ. Có hai cháu. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh ạ. Năm nay là ba mấy rồi? Em năm nay em 24 ạ. Ôi trời ơi, thế xong rồi lấy 7 năm, xong năm nay 24, thế lấy từ bao giờ? Từ lúc còn chưa đủ tuổi kết hôn hả? Em lấy chồng lúc 16 tuổi ạ. Trời ơi, mình ở đâu, tỉnh gì? Em ở Tuyên Quang ạ. À, Tuyên Quang. Thế xong rồi cứ lấy nhau vậy thôi, làm đám cưới chứ không đăng ký kết hôn. Cho đến bây giờ có đăng ký kết hôn không? Em chỉ ở xã thôi chứ. À, tất nhiên đăng ký kết hôn thì xã. Đăng ký kết hôn thì em chưa ạ. Wow. Tức là anh ấy thì năm nay bao nhiêu? Anh sinh năm 89 ạ. Anh sinh năm 89 là cũng có ba mấy đúng không? Ngoài 30, mình 24, lấy nhau 7 năm, hai đứa con. Chỉ có làm đám cưới ở xã chứ còn thì cũng không có cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Vâng ạ. Ừ, hai bên gia đình làm cỗ làm kiếc là đàng hoàng. Vâng. Ừ. Thế xong rồi thế này, hai vợ chồng cuộc sống vợ chồng thế nào? Anh ấy không làm ăn gì được hay anh ấy hung cục hay đánh đấm hay là anh ấy làm sao? Anh ấy thì biết là người là khiếm thính rồi, là không nói năng gì được, không nghe không nói đúng không? Vâng, vâng, nhưng mà anh ấy cũng chịu khó là với lại hiền lắm, nhưng mà em cảm thấy em cũng sống được với nhau nữa thì em muốn bỏ. Rồi này, vợ chồng giao tiếp với nhau thế nào, anh có hiểu không? Ví dụ mình nói bằng ngôn ngữ ký hiệu, ra hiệu tay, hay là nhìn khẩu hình, nhìn miệng, hay là như thế nào? Anh có học hành gì không? Anh cũng không được học ạ, tại vì em cũng không hay ở nhà ấy, nên là bọn em cũng không hiểu nhau mấy, nên là giờ em không sống được với nhau nữa. Em muốn bỏ. Mình không ở nhà tức là làm sao? Mình đi làm ở chỗ khác đúng không? Em đi làm ngoài được 3 năm rồi. Ừ, thế xong rồi là con thì để ai trông? Anh ấy trông con được không? Hay là đi theo mẹ? Hay là gửi ông bà? Cháu thì ở nhà để cho đi học ấy ạ. Với lại bà trông, bà nội trông đưa đón đi học ạ. Thế hả? Thế xong mình thì đi làm ở ngoài, còn ở nhà thì các con thì do bà nội với bố cháu trông. Này, có thương anh ấy lắm không? Thấy cũng tội nhờ, chịu khó vâng. Làm ăn. Tất nhiên thì là tình cảm thì biết rồi, khi nó nhạt phai thì không nói, nhưng mà có lúc nào mình chạnh lòng, mình thấy tội tội, khổ thân không? Dạ có anh ạ. Ừ.
Nhưng mà mình cũng nghĩ là mình là còn trẻ, xong đi ra ngoài lại cũng gặp người này người khác, người ta trông lại cao giáo sáng sủa, ngẫm lại sao tội gì mình lại phải thế nọ thế kia hả? Xong thấy mình thiệt thòi quá đúng không? Đã bao giờ mình nói với ai về cái chuyện rằng là muốn ly hôn bố nó chưa? Thì bên bố mẹ của em ạ, bên ngoại ấy, thì em cũng có nói chuyện hết rồi. Thì các cụ bảo sao? Các cụ mắng hay các cụ ủng hộ? Ngoại của em thì cũng bảo là đây là do em quyết định thôi. Tùy tùy đúng không? Vâng. Thì đúng là thật nhưng là mà tùy, em, đây là em quyền. Em thương là đứa con ấy, nên là em cũng không biết làm nào. Đúng là thương hai đứa con thật, nhưng mà không thể cố được hả? Vâng, em cũng không cố được nữa. Không cố được thì đúng là nhất là cái chuyện tình cảm. Mẹ thì khi mà đã không còn tình cảm với bố thì cũng không năng về. Xong mình lại đi làm, chẳng hạn như làm ở huyện hay là làm ở trên tỉnh gì đó. Thế xong rồi mình lại quý mến một ai đó, thế là mình lại dành thời gian cho người ta hơn là dành cho bố nói với các con ở nhà. Thì thật ra về mặt hình thức là nó vẫn còn gia đình, nhưng mà nó cũng chẳng còn gì nữa. Các cháu có khỏe không? Ngoan không? Có hai cháu khỏe ngon, với lại cháu lớn thì đi học lớp 1 rồi ạ. Cháu lớn lớp 1. Thế mà cháu bé thì chắc còn đang mẫu giáo. Thế mà mẹ đi mấy năm nay, tức là chứng tỏ khi mình đi là con còn bé lắm đấy đúng không? Cũng không hẳn là bé đâu ạ. Tại em đi thì cũng thỉnh thoảng cũng hay về ạ. Thì về chơi thôi. Thỉnh thoảng nữa 2-3 tháng lại về để có ít tiền lại mang về đúng không? Mình xác định thế này này. Tất nhiên là quyền của mình. Được ly hôn, được kết hôn đều là quyền của mỗi công dân. Tuy nhiên trong trường hợp của nhà em kiểm tra lại, nếu như chưa từng đi đăng ký kết hôn mà lại còn lấy nhau cái lúc 16 tuổi gọi là tảo hôn đấy, và chắc chắn lúc ấy có đi đăng ký thì cũng chẳng có cái xã nào hay chính quyền phường nào xã nào người ta dám đăng ký kết hôn bởi vì nó chưa đủ tuổi. Thế xong mà lấy nhau rồi lại sinh con đẻ cái, thế là cứ thế nó cuốn đi rồi mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện là đi làm đăng ký kết hôn. Thế thì bây giờ muốn bỏ nhau ấy cũng vẫn phải làm đơn, bởi vì đã chung sống với nhau có hai đứa con, nó nảy sinh rất nhiều thứ chung rồi. Thì mình làm đơn mình nộp ra không phải xã, đến lúc mà ly hôn thì phải nộp ra tòa án nhân dân huyện. Mình ở huyện gì đó thì mình mang lên tòa án nhân dân huyện, mình có một cái đơn. Một là có nơi thì người ta có đơn mẫu rồi, mình lên đấy xong rồi xin cái mẫu rồi mình ngồi ở tại đấy mình viết. Hai là có những người mà rất cẩn thận thì ngồi trình bày cho nó đầy đặn ở tại nhà. Đấy, tôi là Nguyễn Thị này, rồi có cái lấy cái anh ấy như thế kia, năm ấy là 16 tuổi, rồi chúng tôi chung sống với nhau có hai con ABC gì đó. Xong rồi hiện nay thực sự ra thấy là cuộc sống không thể tiếp tục được nữa thì tôi mong muốn được chia tay. Trong trường hợp của em thì người ta không gọi là ly hôn mà người ta gọi là ra quyết định không công nhận cuộc hôn nhân đấy, đúng không? Bởi vì phải có kết rồi thì mới có chia. Nhưng mà thôi thì mình đã làm tắt rồi, tức là chẳng cần kết hôn, cứ ở với nhau rồi. Nhưng mà vì nó nảy sinh cái chuyện là có con có cái, nhất lại có tài sản chung chẳng hạn, thì tòa sẽ ra cái quyết định là không công nhận cuộc hôn nhân đấy, và hai người được tự do. Thì chắc chắn là sẽ một con sẽ theo mẹ. Em có mang được bé đi không? Thì em là bây giờ em muốn mở thì em cũng chẳng muốn tách hai cháu ra ấy ạ. Cứ cho hai cháu nó ở lấy. Cứ hai cháu nó ở luôn với bố nó đúng không? Vâng. Mình chỉ có cái thân mình đi thôi. Ừ, còn thôi, em thế thì đi được. Làm xong cũng phải mình hỗ trợ. Hỗ trợ cũng được đấy, bởi vì là em còn trẻ, em đi làm ở thành phố mà cứ nay đây mai đó, mà cái việc của mình cũng chả biết là cái việc gì mà lôi trẻ con đi, có khi cũng chưa chắc đã được chăm sóc tốt. Thì nó đang quen ở nhà có bà nội với bố thì cũng được, rồi mình có trách nhiệm về mặt tài chính mỗi tháng thôi, thì tùy tâm khả năng của mình góp cho con bao nhiêu. Thì đấy, đang nói là mình khi mà tiến tới cái việc mà ly hôn ấy thì phải tính đến cái đoạn ấy thôi, chứ còn thì chẳng ai ngăn cản được, mà mình cũng không vi phạm pháp luật gì. Nếu cố gắng được thì tốt. Ban nãy có hỏi một câu là liệu có cố được, có thương bố nó không, bởi vì tự nhiên cái hoàn cảnh của bố nó éo le lắm. Nếu bố nó là cái người mà khỏe mạnh ấy, rồi bây giờ cũng làm ăn nọ kia ấy, thì thôi, thì mình có ly hôn thì ông cũng dễ dàng làm lại cuộc đời. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh của bố nó, một nách hai con xong rồi lại khiếm thính khiếm thiệt như thế thì chắc cũng chẳng gì nữa, cũng sẽ vất vả đấy. Nhưng mà thôi, biết thế nào được, vì cả hai còn rất là trẻ, đời còn rất là dài, mình cũng không thể cứ cố nghiến mãi được khi mà trong lòng nó không còn có cảm xúc, đúng không? Giải thoát nhá, viết đơn gửi tòa án nhân dân huyện mà nơi mình sinh sống. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của... Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02437
0926262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243826265. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. À, chào chương trình ạ. Dạ vâng. Muốn hỏi cho cháu nội của tôi năm nay nó 10 tuổi. Tôi muốn gặp bác sĩ. Dạ, bác ơi, cháu nội nhà mình có vấn đề gì đấy ạ? Năm nay là cháu 10 tuổi mà nó cứ ngứa ở âm đạo, trong thỉnh thoảng nó lại hăm, nó đỏ lên. Bôi thuốc nó khỏi được mấy ngày nhưng nó lại đâu vào đấy. Mà tôi cho cháu lên bệnh viện trung ương ở Hà Nội rồi khám, người ta bảo nó không sao, người ta cho thuốc cho về uống trong nó lại chả khỏi gì. Tôi đang định là đợt này mà nó đỡ dịch, tôi ở Thái Bình thì tôi để cho cháu xuống bệnh viện Nhi Thái Bình để nó xét nghiệm thử máu xem thế nào. Nhưng mà hiện nay là dịch chưa đi được thì tôi muốn hỏi bác sĩ, bác sĩ tư vấn cho xem là chữa bằng phương án nào ạ. Vâng, bà nội rất là quan tâm tới sức khỏe của cháu gái. Bác ơi, hôm nay trong phòng thu của chúng tôi có bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ Hải sẽ tư vấn cho bác nhé. Xin mời ạ. Vâng ạ. Vâng, chị ơi, tôi chào chị. Vâng, chào bác. Cháu là cháu gái được 10 tuổi hả chị? Vâng, cháu đẻ sinh đôi hai đứa mà. Năm nay cháu 10 tuổi mà cái nam cháu còn bé, là không biết là có phải là chúng tôi mua phải bỉm, họ làm gia công rồi đóng cho cháu rồi đến bây giờ cháu phá bệnh hay không? Bác ạ. Vâng ạ, vâng. Chị ơi, chị, thế thì bạn kia là bạn gái hay bạn trai ạ? Hai bạn gái, thì một bạn bạn em thì lại cũng bị ngứa nhưng mà lại nhẹ hơn bạn chị. Thế ạ, vâng. Thế và cả hai cháu thì nó đã dậy thì chưa ạ? Dạ chưa ạ. Vâng. Thế và chắc là chị sẽ là người chăm sóc các bạn ấy từ bé chị nhỉ? Vâng, chăm sóc từ bé, tôi rửa hết các loại vệ sinh phụ nữ, rồi nước lá ổi, nước dầu không, rồi lá nọ nào kia. Chẳng đỡ gì cả. Không ăn thua gì ạ. Bây giờ thì cái hiện trạng nó như thế nào chị? Giờ thì thỉnh thoảng nó chỉ cứ, nếu mà ngơi bôi thuốc ra mẹ ấy là cháu nó chỉ có đỏ trong, là nó ngứa, nó kêu đau đau ở trong. Nó có kêu đau ở trong không ạ? Nó bảo thỉnh thoảng nó bảo hơi đau ở trong chị. À thế ạ, vâng. Vâng. Chị có để ý là thấy cho cháu mặc quần chip ý, thì cái quần của cháu nó có ra, có thấy có cái dịch gì không chị? Không ạ, tôi ngày nào tôi cũng giặt rũ cho các cháu, là tôi phải giặt riêng cái quần lót của cháu, vò xà phòng xong rồi mới giặt ra cho cháu. Tôi cẩn thận lắm. Vâng. Chị cho cháu đi khám ở Bạch Mai rồi à? Vâng, bác nó cho cháu đi khám cách đây 3 năm rồi nhưng mà họ bảo không gì. À vâng, mấy chắc con cũng chủ yếu là ở phía ngoài chị nhỉ? Vâng, chắc vậy đi thôi ạ. Thứ nhất là về hiện trạng của nó thì thực ra thì các triệu chứng nó cũng không phải là cấp tính ý. Và cũng may là có thể nó chỉ ở phía ngoài thôi. Nhưng mà bởi vì nó là con gái, thế và khi nó là con gái thì bao giờ cái cơ quan sinh dục của nó, rồi nó lại phải mặc nhiều quần, nhất là cái thời tiết mấy hôm mà nồm nồm thì thường là cái độ ẩm của nó rất là cao. Chính vì thế là cái khu vực ở chỗ đó nó rất hay là bí, rồi là nó hay gây các cái bệnh về ngoài da, có thể là bệnh về da liễu. Thế thì nếu như nó chỉ là bệnh da liễu, tức là ở bên ngoài, thì chị em mình cũng không ngại lắm. Nhưng mà chỉ sợ là con có cái bệnh gì mà nó liên quan tới cơ quan sinh dục của con ấy. Đấy, tôi rất lo thế đấy. Vâng, bác sĩ ạ. Liệu không biết có phải nó là viêm âm hộ không, hay là nó có vấn đề gì thì sau thì mình cũng muốn để mình biết để mình điều trị cho con cho nó triệt để. Chứ không thì sau này nó con gái mắc những cái bệnh đấy lâu thì rất là khổ thân nó. Vâng ạ. Thế thì theo tôi thì thế này. Có lẽ là thôi, trước mắt chị nên tạm dừng tất cả các loại đang bôi nhá. Không bôi cái gì nữa và cũng không rửa, không ngâm gì hết. Cho cháu mặc cái bộ nó rất là thoáng, thì cố gắng là đừng mặc đồ dày quá mà nó chật ý, mà nó bí quá thì nó sẽ tạo cái môi trường ẩm ướt ở đấy thì nó rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là có thể cái hồi bé mà mình mua cái bỉm không tốt nó cũng có thể là một nguyên nhân, nhưng mà thực ra bây giờ các cháu nó lớn rồi, chủ yếu là cái bệnh đấy nó ở phía ngoài, là do hiện tại bây giờ thôi. Chị có thể xem lại cái quần lót chị mua cho cháu xem cái chất liệu nó như thế nào, cố gắng sử dụng các cái loại mà nó bằng cốt tông ý ạ. Thế mình giặt, thế nếu mà trời mà nồm mà ẩm quá thì trước khi mặc có thể dùng cái bàn là để mình dùng, mình là cái đáy của nó đi nhá. Thế là để nếu như giả sử nó có các cái loại vi khuẩn hay là ký sinh trùng gì thì nó sức nóng của bàn là nó cũng sẽ giúp cho nó khô ráo và nó cũng diệt được các cái loại nấm đấy.
thì nó cũng tốt cho cháu. Đấy, và thứ ba nữa là đừng có trà sát chảy xước ra. Bởi vì thường nếu sợ là con ngứa thì con không kiềm chế được mà con gãi á, thì nó sẽ xây sát ra và nó sẽ làm cho nó lan rộng cũng như là nó tổn thương sâu ở da thì nó sẽ khó hơn. Thế và tôi hoàn toàn đồng ý với chị là cố gắng chị cho cháu xuống bệnh viện Nhi Thái Bình là đúng rồi ạ. Và cho nó vào hẳn khoa sản cũng được, không sao chị nhá. Mình đưa cháu đi thì các bác sẽ biết là cháu nó bé như thế, thì các bác ấy sẽ kiểm tra cho các cháu nó nhẹ nhàng. Và họ có cái cách họ khám cho những em bé cho mình cũng không ngại lắm. Quan trọng là mình xem nó chỉ là bệnh ngoài da, tức là bị bệnh da liễu ở bên ngoài thôi, hay là nó lại mắc bệnh về viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Bởi vì rất nhiều trẻ em mà nó chưa hề có hành kinh, nó vẫn có thể bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục mà chị nhá. Thì nếu như nó bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì lại phải dùng những cái thuốc của bên sản phụ khoa. Đấy, họ có thể có thuốc đặt, có thể có thuốc bôi, hoặc là họ hướng dẫn cho mình những cái cách để mình giúp cho con tùy theo cái nguyên nhân hoặc là tùy theo cái bệnh. Thế còn nếu như nó loại trừ mà nó không phải là cái bệnh ở bên đấy thì chị em mình cũng yên tâm. Đúng rồi chị? Vâng. Đấy, thế và lưu ý thêm đặc biệt là đối với các cháu là con gái ở cái mùa này ấy, thì thường là việc vệ sinh, giữ vệ sinh, rửa ráy thì một ngày có thể là mình rửa cho nó 2 lần, bảo nó tự rửa cũng được rồi, buổi sáng và buổi chiều. Và nhà chị có điều kiện dùng vòi hoa sen rất là tốt, mình rửa từ đằng trước ra đằng sau, và chỉ cần dùng cái xà phòng thật là nhẹ thôi ạ, chứ không cần phải dùng các cái nước rửa. Bởi vì rất nhiều các cái nước rửa vệ sinh ý, nó có các cái chất nó tạo mùi mà đấy, hoặc là nó làm thay đổi cái pH ở cơ quan sinh dục đi, thì có khi mình lạm dụng cái nước rửa vệ sinh thì lại là cái nguyên nhân có thể lại gây viêm cơ quan sinh dục cơ. Đấy chị ạ, nhá. Thì cố gắng tìm xem một vài các cái nguyên nhân xem nó như thế nào để cải thiện cho con, thì hy vọng nó sẽ đỡ. Chứ còn nếu không để lâu quá thì đến lúc mà nó có hành kinh thì nó còn khổ thân nó nữa. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Hy vọng rằng bà nội cũng sẽ đồng hành cùng cháu của mình trong việc giữ gìn sức khỏe sinh sản cho cháu ạ. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em có câu hỏi, em muốn hỏi là 12 năm trước em có yêu một người cách nhà em 30 cây ấy, nhưng mà ngày đấy mẹ em không đồng ý. Bên anh em, chị em, bố mẹ đang anh ấy thì ai cũng ưng em cả. Mà vì anh ấy hay ghen ấy. Vâng. Nên em bỏ, em đi lấy chồng. Mà đến giờ là 12 năm rồi anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Em thì lại vợ chồng ly hôn rồi thì giờ. Anh đấy cái này, bố mẹ anh đấy có ý muốn kiểu như muốn em về để chơi rồi xem mặt các kiểu ấy, mà em chưa biết như thế nào cả. Vâng, rất là bối rối đúng không ạ? Chúng ta có thể gọi là người xưa bây giờ muốn mình quay trở lại, và cả gia đình anh ấy cũng ủng hộ nguyện vọng đó đúng không? Dạ dạ dạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị, xin mời ạ. Rồi, xin chào. Mình năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu sinh năm 90 rồi, cháu năm nay 33 tuổi ạ. Ôi rồi, trẻ quá nhỉ. Thế xong rồi ly hôn rồi, có mấy con rồi? Cháu 3 con rồi chú ạ. Thế à, lấy nhau mấy năm mà đẻ tận nhanh thế? Cháu lấy nhau là 10 năm, 11 năm chú ạ. Ồ, thế xong 3 con, ly hôn bây giờ mình nuôi cả 3 hay là nuôi mấy cháu? Cháu nuôi con gái, còn chồng cháu nuôi 2 cậu con trai ạ. Thế xong hiện nay thì hai mẹ con ở đâu? Về nhà ngoại ở hay là thuê nhà trọ hay là ở đâu? Cuộc sống thế nào? Cháu về nhà ngoại ạ. Ừ. Cuộc sống ổn định không? Có đi làm gì không? Có thu nhập không? Cháu giờ thì đang chạy đi xuất khẩu lao động nhưng mà chưa đi được rồi. Chạy đi xuất khẩu lao động, định bỏ con ở nhà đi xuất khẩu lao động hả? Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông đấy hả? Đang dịch giết rồi này, không biết là người ta có tiếp nhận không? Thế xong rồi cái anh người yêu cũ ngày xưa ấy, anh ấy sinh năm bao nhiêu? Anh đấy bằng tuổi cháu chưa ạ? À, cũng sinh năm 90, 90 năm nay mới 32. Con trai 32 chưa lấy vợ cũng là bình thường, chẳng phải là ế mà chẳng phải là... Thật ra thì cũng chẳng phải là vì quá yêu mình mà rồi anh cứ ngồi đấy anh nhớ thương đúng không? Dạ. Chắc là cũng không hẳn đến thế đâu, nhưng mà vì anh có lý do nào đó mà anh ấy muộn lấy vợ, mày làm mày ăn rồi là dần dần nó cứ trôi nhãng đi, là ngoài 30 đến nơi thôi. Từ khi mình ly hôn đến giờ thì mình với anh ấy có liên lạc lại với nhau không? Hay là cứ nghe người ngoài bắn tin thế thôi? Một thời gian đấy không liên lạc, xong cháu về nhà ngoài thì mày lại có Facebook rồi lại liên lạc thôi. Ừ. Thế nhưng mà từ ngày mà ly hôn rồi xong về nhà ngoại rồi thì có gặp nhau không? Có ạ. Gặp nhau đi chơi với nhau, có nói năng chuyện nọ chuyện kia gì không? Thì cũng
nói đấy, nhưng mà anh đấy thì không rủ cháu về, nhưng mà gọi là chị gái với em gái của anh đấy ấy, ngày xưa là cùng chơi thân với cháu mà. Ừ. Cứ rủ cháu về nhà chơi. Ừ. Cháu nghĩ chắc là bố mẹ xui chứ chắc họ chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến mà rủ cháu về đâu. Ừ. Thôi thì mình cũng còn cái gì mà mình phải ngại. Cũng là cái nơi chốn cũ, cũng là chơi với bà chị. Rồi gọi là nên duyên thì thiếp với chàng, chẳng nên ta cũng là người làng của nhau. Mình có quay về nhà bà chị chơi với bà chị của anh ấy, hay là thậm chí là thăm bố mẹ anh ấy, thăm sức khỏe của hai bác chẳng hạn. Đối ngày xưa đúng là nó là cái số, tí nữa nếu mà tử tế mà con được làm dâu của hai bác thì thật là hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, ông trời ông lại không cho chúng con được đi cùng đường với nhau. Cứ về như thế, mình không đồng ý thì đã ai người ta chộp lấy mình, người ta vồ lấy mình đâu, đúng không? Nhưng mà cháu lại sợ người ta nghĩ là bỏ con trai người ta đi rồi giờ lại còn tìm về nhà người ta này. Người ta mời cơ mà. Chứ dám mà mình tự nhiên mình lại lò dò đến xong lại thăm dò rồi còn gạ gẫm con người ta thì biết sợ người ta đánh giá. Còn đây người ta mời là về nhà chơi. Thế còn thì cái việc mà có thể tiếp nối được hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố lớn nhất chính là cái anh kia anh còn yêu thương không này. Thế rồi là anh ấy có vượt qua được những cái định kiến rằng là mình dù sao chăng nữa cũng một đời chồng, một nách ba con, anh ấy là giai tơ, giai tân, liệu rằng là có gì không này. Tất nhiên là với những cái người đàn ông, những người con trai mà có cái tính quả quyết, quyết đoán ấy thì không có vấn đề gì. Nhiều anh chàng mà chưa từng kết hôn bây giờ kết hôn với lại thậm chí người lớn tuổi hơn mình nữa, chứ không phải được người trẻ trung như mình đâu. Thì cũng là cái chuyện bình thường, nó không có vi phạm bất cứ điều gì. Thế nhưng mà mình chưa nghĩ đến xa, mình cứ từng bước một. Việc đầu tiên bây giờ thì cũng chả mất gì, cũng rảnh rỗi thứ bảy chủ nhật không đi làm thì người ta mời thì về nhà mà chơi. Thật ra đang để người ta xem mắt mũi mình giờ thế này, sau 10 năm đi lấy chồng cho người ngợ trông có còn ngon lành không. Có thể là anh ấy cũng đã nói sơ sơ với lại chị với lại bố mẹ anh ấy rồi rằng là ví dụ mình tên Hiền, con thấy tội Hiền quá, con vẫn còn có tình cảm với Hiền. Bây giờ thì Hiền ly hôn rồi, con muốn là nối lại. Thì chắc là bố mẹ nghĩ rằng là đi lấy chồng 10 năm ba đứa con thì bảo nó về nhà chơi. Thôi thì mình cứ chuẩn bị sẵn tinh thần, mặt mũi tươi tắn, thần thái nó sáng sủa, áo quần nó đẹp đẽ. Mình cũng chẳng phải là gì đấy, nhưng mà cũng đàng hoàng để cho người ta không thấy mình nó vô nhếch vô nhác quá. Thế còn nếu mà nó không tiến được thì mình cũng là người làng mà, có cái gì đâu mà phải ngại nhá. Vâng, chúc cho chị sẽ luôn có được cuộc sống bình an và hạnh phúc nhá. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Dạ vâng ạ, em vâng. Xin chào chương trình ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn nhờ chuyên gia tâm lý giúp em ấy. Vâng. Về chuyện vợ chồng của em, mới gần đây em phát hiện vợ em đi ngoại tình ấy. Vâng. Em có nói chuyện với vợ em với cả người ngoại tình ấy. Vợ em cũng xin lỗi, cũng năn nỉ các thứ và người kia cũng năn nỉ ấy. Là cho em xin tha thứ ấy. Vâng. Thì em sốc lắm, nhưng mà em cũng rất yêu vợ em, thương con em nữa. Thì bây giờ em bỏ thì em cũng không bỏ được mà em muốn cho vợ em cơ hội ấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ em để ám ảnh của em thì em suốt ngày em cứ nghĩ thế thôi. Em muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp em đó, thì em nên phải làm thế nào trong trường hợp này? Vâng, rất là hiểu cái tâm sự của bạn. Hai vợ chồng chắc là cũng rất trẻ đúng không? Nghe giọng bạn cũng rất trẻ. Vâng. Có mấy em bé rồi bạn? Em hai rồi. À, hai em bé rồi. Tuy nhiên thì gần đây lại phát hiện vợ ngoại tình, đúng là rất là buồn. Không biết là có nên tiếp tục hay không, tha thứ hay là như thế nào đúng không ạ? Vâng, bạn cũng đang rất là rối bời. À, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời ạ. Rồi, chào em trai. Vâng. Nghe, sinh năm 9 mấy em? Em 90 ạ. Ồ đấy, nghe giọng trẻ tưởng phải 96 ấy. Hai vợ chồng bây giờ là ở với ông bà nội hay là hai vợ chồng ở riêng? À, em ở với ông bà nội ạ. Ừ. Em thì làm gì? Em làm công ty ạ. Ừ, vợ thì cũng công ty chứ. Dạ vâng ạ. Ừ, mà hai công ty khác nhau đúng không? Vâng ạ. Và cái cậu mà ngoại tình với vợ em cũng là dân công ty đúng không? Dạ, ở cùng làng ạ. Ừ. Ngày xưa yêu nhau thế nào, quen biết nhau lấy nước thế nào, yêu đương thắm thiết nồng thắm, tìm hiểu kỹ lưỡng không? Dạ có, ngày xưa thì hai vợ chồng em thì cũng yêu nhau như bình thường ấy. Xong rồi cũng cưới nhau, cũng đến với nhau rất là tự nhiên, rồi không phải cưỡng bức cưỡng ép gì đúng không, cũng yêu nhau tuổi trẻ. Khi mà họ ấy, em bắt được quả tang à, hay là làm sao mà lại cả hai người cùng đứng ra xin lỗi thế? Em phát hiện được tin nhắn á.
phát hiện là tin nhắn, trong dựa vào tin nhắn mà em gọi được hai người đến ngồi trước mặt mình xin lỗi à? Sau đó em sốc quá thì em có lên nhà bố mẹ vợ em, thì em cũng nói với bố mẹ vợ em luôn, thì sau đó vì cái người đó thì cùng làng ạ. Em gọi người đó lên thì hai người họ xin lỗi em. À nhưng mà thế này, thực ra thì em cũng mới chỉ có nhận được tin nhắn là yêu yêu thương thương nhớ nhớ thế thôi đúng không? Không có, có cả tin nhắn là đi nhà nghỉ với các kiểu. À ừ, bởi vì là đấy cũng hỏi trong cái mức độ ấy mà. Nếu chỉ say nắng cảm nắng còn đang ở giai đoạn tán nhau thì nó khác. Thế còn thì cũng đã... Thế họ khai hay em đoán thế? Có trong tin nhắn, có và họ cũng đã thừa nhận rồi. Ừ. Cậu kia có vợ không? Có vợ và cũng có con. Chắc là nhà bên kia cũng xáo động đúng không? Vâng. Thật ra thế này này, với ai cũng thế thôi, phụ nữ cũng như đàn ông, trẻ cũng như lớn tuổi. Một trong những nỗi đau lớn nhất đó là người bạn tình của mình, người vợ, của người chồng của mình phản bội. Cho nên đây phải nói rằng đó là một cú sốc cực kỳ lớn, đặc biệt là với những người mà lại rất yêu thương vợ như em, hết sức tin tưởng đúng không? Không bao giờ ngờ rằng là mình yêu thương cô ấy, mình chịu khó chăm làm, hai đứa con đẹp như tranh vẽ, một trai một gái cũng chẳng thiếu thốn gì. Mình sống tử tế, thương yêu cô ấy đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế ra mà mình là cái thằng mà cứ nay gái nọ mai gái kia thì có khi còn đỡ sốc. Đây mình hết lòng vì vợ vì con thì khi chuyện này nó xảy ra thì mình sốc. Nhưng hãy nhớ rằng là cái gì cũng cần có thời gian. Hiện nay cái đầu của em nó như một cái ấm nước sôi ấy, đang sôi sùng sục ấy. Kể cả có nhấc ra khỏi cái bếp thì nó cũng cứ còn sôi sùng sục, một lúc nữa nó mới nguội. Thế thì về nguyên tắc ấy, không ai người ta làm gì cái ấm nước sôi ngay lập tức, không ai uống nước sôi để cho nó bỏng miệng. Việc đầu tiên là người ta nhấc ra khỏi bếp đúng không? Cho nó bớt sôi đi rồi nó nguội dần xuống 80 độ rồi 70 độ rồi 60 độ. Nó nguôi ngoai. Thế thì chuyện của em nó lại trắng phớ ra rồi. Ừ, vợ mình ngoại tình với người trong làng, người ta cũng đã thú nhận, lại còn đi ngủ với nhau. Thì nó nặng nề hơn rất là nhiều những cái đoạn mà bắt được tin nhắn là cảm nắng để hẹn hò. Vì mình cũng chưa có cái gì nó sâu sắc thì mình cũng còn đỡ sốc. Trong trường hợp này của em rất là sốc. Nhưng mà em nghĩ đến việc là vì các con, thế rồi cũng vì danh dự. Bây giờ mà có làm ầm lên rồi tan nát cái gia đình ấy thì thật ra bản thân mình cũng có một chút xấu hổ. Mình có đi chia sẻ với ai này, cậu bạn cậu bảo chắc mày làm sao vợ nó mới đi với gai chẳng hạn. Mình cũng chẳng sung sướng hạnh phúc gì đâu mà, đúng không? Trong cuộc sống mà mình có cố làm cho người kia bị xúc phạm, bị nhục mạ thì mình cũng không vì thế mà sung sướng. Xấu chả hổ ai, như đây là xấu nàng thì cũng chẳng sướng gì mặt mình. Cho nên là việc đầu tiên là nặng nề như thế mà em quyết định rằng là tha thứ là một quyết định đúng. Thế nhưng mà chắc chắn rằng em không hy vọng là ngày 1, ngày 2 nó nguôi ngoai hoàn toàn. Vết chém nào cũng để lại sẹo. Vết chém sâu sẽ để lại sẹo sâu. Nếu mà khâu không cẩn thận thì cái sẹo trông nó xấu lắm. Thế còn nếu mà khâu khéo thì rồi nó có vết sẹo nhưng nó mờ mờ. Em sẽ không quên được cả đời đâu mà. Kể đúng cả rồi. Anh tin là như thế. Trừ trường hợp sau này mình già mình lú lẫn thì không tính. Chứ còn thì sẽ luôn luôn ám ảnh. Nhưng bao giờ cũng thế. Mình cân nhắc giữa cái được, cái mất, cái còn, cái mất, cái nọ, cái kia. Đôi khi mình phải nén vào bên trong. Mình cứ nghĩ thế này đi. Vâng. Nhiều người đàn ông mà đi làm ăn xa mà, vợ ở nhà mà có cặp bồ mà không biết được thì ai biết được. Người ta bảo biết đâu ma ăn cỗ. Thế hoặc là có những người phụ nữ mà ở nhà nuôi con, chồng đi làm ở đâu xa ấy. Anh ta mà lại có cặp bồ mà anh ấy khéo léo vợ không phát hiện được thì thôi thì cũng cứ như không chứ còn gì đúng không? Thế cho nên là chẳng qua là mắt không thấy thì tim không đau. Đây của mình nó chứng kiến rõ ràng như thế. Tóm lại em cần có thời gian. Mà chắc chắn là trong dịp này mình theo dõi cái thái độ của vợ. Sau cái lỗi lầm này rồi mình đã tử tế, mình tha thứ. Thì chắc chắn nếu một người vợ tử tế sẽ vô cùng cảm động với này, cái ứng xử rất là cao thượng của chồng. Sẽ chăm sóc chồng con nhiều hơn, sẽ hết lòng lo cho gia đình. Đi làm công ty hết giờ thì về đi chợ đi búa. Thậm chí là có những lúc là hơi nhún mình một tí, bởi vì dẫu sao trong nữa cảm thấy người có lỗi mà, đúng không? Chứ nếu mà mình tha thứ xong bây giờ mặt vẫn cứ cưng cưng, vẫn nhơn nhơn, xong rồi cũng vẫn đi sớm về muộn, rời ra cũng lại vẫn cứ thấy hẹn hò, xong rồi ăn cơm xong lại cắm đầu vào điện thoại, thấy nhắn tin tin tít, chồng đến gần lại vội vàng xóa tin nhắn đi, xong rồi điện thoại thì lại còn để mật khẩu, thế xong rồi có lúc thì lại thấy đi đây đi đó mà nó bất ngờ chẳng hạn. Có lỗi mà biết khắc phục lỗi lầm thì không sao. Sợ nhất là không nhận ra lỗi lầm, tức dạng nó quá đà rồi mà.
thì khó chấp nhận. Nên em vâng. để ý xem là vợ thế nào. Vợ em thì xin lỗi em suốt và cũng hứa và là đó là tình cảm nó nhất thời, lúc áp lực với suy nghĩ linh tinh thì nhất rồi. Thời thế thôi. Còn vợ em thì cũng xin lỗi và xin làm lại cho cơ hội. Thì hứa là từ nay sẽ cố gắng yêu thương chồng và lo cho gia đình nhiều hơn. Rồi, hứa là một chuyện nhưng mà em cũng quan sát để ý thực tế. Thế nhưng mà nói thế chứ mình nó cũng phải có hai chiều. Mình cũng không vì rằng là mình tha thứ rồi do cô mắc lỗi mà mình lại rất là coi thường cô. Bây giờ cô có lỗi cô phải chăm tôi rồi cô phải thế nọ thế kia thì không được nhá. Tình cảm nào nó cũng phải được vun đắp từ hai phía. Thứ bảy chủ nhật làm ăn thì biết bao nhiêu cho đủ, đừng cố gắng tăng ca nữa. Thứ bảy chủ nhật thì chở mẹ nó với hai con đi lên phố uống cà phê, ăn gà rán cho con nó ăn xong rồi. Nhớ rằng là tuổi sinh năm 90 mà nó còn trẻ lắm, nhiều người còn chưa có vợ cơ. Thế mà mình đã kịp lấy vợ có hai con rồi, tuổi mình cố gắng kéo dài cái tuổi thanh xuân một tí nhá. Thì đấy là một cái mà để dần dần nó cũng sẽ nguôi đi. Cũng giống như vết thương mà ta chịu khó chăm sóc, nay bôi iốt, mai bôi oxy già, rồi băng bó tử tế, rồi không có gãi gì vào đấy nữa thì nó không bật máu nhá. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của anh Đinh Đoàn, tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ giúp cho bạn có thêm được động lực để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhá. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Dạ, alo em ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Dạ, chị cho cả bác sĩ là em muốn tư vấn về chuyện sinh nở. À, vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện nhé. Xin mời ạ. Dạ, vâng. Vâng, tôi chào bạn. Tôi nghe đây. Dạ, chào bác sĩ. Vâng. Dạ, vợ chồng em năm nay 32-33 tuổi, bác sĩ. Vâng. Bọn em, hai vợ chồng em đã có hai đứa con. Khoảng 3 năm nay vợ chồng em có đặt, vợ có đặt vòng á. Bây giờ kiểu muốn sinh thêm một bé thứ ba, xong em muốn hỏi là để mà tháo vòng á thì khoảng bao lâu sinh nở tiếp theo được á. Em thấy bây giờ cái dị tật bẩm sinh nó nhiều á, thì em kiểu lo lắng á, sinh đứa thứ ba nên em muốn hỏi tham khảo kiến các bác sĩ xem cái phương án nào tốt nhất đó mà. Em có hai cháu rồi đúng không? Dạ vâng. Con gái con trai. À, một trai một gái. Thế à? Thế sao lại muốn đẻ thêm đứa nữa? Đông đông con chút. À thế à? Em bé thứ hai thì được bao nhiêu lâu rồi? À, bé thứ hai được 4 tuổi ạ. À 4 tuổi hả? Bé đầu thế... được 6 tuổi lớp 1. Thế và vợ đẻ thường à hay là mổ đẻ? Dạ vợ đẻ thường. Và sau khi đẻ bé thứ hai thì hai vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai là vợ đặt vòng đúng không? Dạ vâng. Bây giờ thì thứ nhất là về điều kiện, về sức khỏe này, rồi là về cái khoảng cách sinh đẻ thì vợ có thể đủ điều kiện để có thể có thai cũng như là sinh em bé nữa rồi nhá. Thứ hai nữa là sau khi đặt vòng ý thì em cứ để cho vợ tháo vòng ra, thế và quan hệ tình dục bình thường, không áp dụng biện pháp tránh thai nào. Thì nếu như mà hai vợ chồng đều sức khỏe tốt, trứng của vợ cũng tốt, cũng như là tinh trùng của em đảm bảo chất lượng về số lượng, thì em cái khả năng có thai tự nhiên nó cũng ổn mà. Vâng, thì em muốn hỏi là nếu tháo vòng xong thì bao lâu thì có thể quan hệ được, có phải kiêng gì không bác sĩ? Thông thường em tháo vòng ra thì mình có thể áp dụng biện pháp tránh thai trong vòng 1 tháng. Em dùng bao cao su ấy khi quan hệ tình dục để cho cái cổ tử cung của vợ nó ổn định trở lại bình thường. Thì chỉ khoảng 1 tháng là mình quan hệ tình dục để mà có thai được rồi. Thế cái thứ hai nữa là cái dị tật thai nhi ấy thì không phải là do vợ đặt vòng đâu nhá. Dị tật thai nhi nó có thể, một cái dị tật có thể đến từ phía người mẹ, có thể đến từ phía người bố, có thể đến từ phía cái thai đấy, chứ không phải là do đặt vòng. Đặt vòng nó chỉ là một biện pháp tránh thai thôi, để không có thai ngoài ý muốn thôi nhá. Chứ đặt vòng xong mình tháo vòng ra để mình lại có thai mà, chứ làm sao mà đặt vòng xong rồi lại có thai, lại con lại bị dị tật được nhá. À, dạ vâng, dạ ừ vâng. Em không phải lo chuyện đấy. Là có phải mình có phải chích trước để ngừa ấy bác sĩ? À, chích ngừa thì hiện nay có một số loại vaccine để phòng cho những phụ nữ mà người ta chuẩn bị có thai. Bởi vì khi mà người ta có thai, người ta nhiễm cái loại virus đấy thì có thể có gây dị tật cho thai nhi. Ví dụ như là có cái loại phòng cúm là đầu bảng, rồi có thể chích sởi, quai bị, rubella, là những cái loại mà nếu mà có thai mà vợ mắc ấy thì có thể là hay gây ra dị tật thai nhi. Thì nếu có điều kiện thì mình chích những cái loại đó để mà chủ động
cũng được. Nhưng lưu ý một điều là trích vaccine gì thì cái mũi cuối cùng ý, bởi vì tùy theo loại vaccine đi liều nó sẽ có những cái mũi khác nhau. Ví dụ có loại chỉ cần trích một mũi, nhưng mà có loại cái liều của nó thì phải có trích hai mũi thì mới tạo được cái kháng thể ý, người ta gọi là liều cơ bản. Thì cho dù trích vaccine gì thì cái mũi cuối cùng phải cách ít nhất là 2 tháng trước khi em quyết định có thai. Lưu ý thêm cái chi tiết đấy thôi. Với một cái điều nữa mà mình cũng nên thận trọng đấy là thực ra bây giờ thì vợ cũng chỉ mới có 34 tuổi ấy, nhưng mà mình cũng đã sinh hai cháu rồi thì để cho nó tốt thì trước khi mà chuẩn bị có thai thì hai vợ chồng nên kiểm tra sức khỏe tổng thể lại một lần, kể cả sức khỏe sinh sản để xem là sức khỏe của vợ bây giờ thế nào, rồi buồng trứng của vợ ra làm sao, chất lượng trứng như thế nào, tử cung có vấn đề gì không, cái vòi trứng có vấn đề gì không, vân vân. Kiểm tra ít nhất là những cái cơ bản đấy để mà đánh giá cái khả năng có thể có thai tự nhiên cũng như là an toàn cho mẹ nhé. Dạ đúng rồi đó. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cửa sổ tình yêu cũng xin gửi lời chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc và sớm có tin vui nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi này ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Vâng ạ, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Vâng. Chào cô ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, dạ cô ơi, thực ra thì cháu đang gặp một cái vấn đề về kiểu như là cháu đang bị băn khoăn về việc trong gia đình của cháu ấy ạ. Vâng. Thứ nhất là quay lại quá khứ một chút ấy, thì hai vợ chồng cháu là sinh được một bạn bé trai ấy. Vâng. Hôm nay là ấy 5 tuổi rồi. À, về bản chất là hai vợ chồng cháu tìm hiểu nhau 4-5 năm sau đấy mới quyết định đi đến hôn nhân ấy. Vâng. Thì là hai vợ chồng đều công ăn việc làm ổn định, nhưng mà bọn cháu thì lại không sống chung với gia đình nhà chồng. Nói chung là mọi người nói là cháu là một người sống biết điều ấy, còn không sống chung với gia đình nhà chồng nhiều, nên là cái tương tác giữa cháu với cả bố mẹ thì cũng không nhiều. Tuy nhiên thì cháu vẫn những ngày lễ dỗ hoặc là thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho ông bà, cũng như là cho con cái về với ông bà, hoặc là thỉnh thoảng gửi video về. Thì mọi chuyện nó cũng không có gì đáng nói. Cho đến hôm vừa rồi thì tại vì cháu bị trầm cảm ấy, cháu cũng chưa phải đi điều trị. Chồng cháu bảo là kiểu thỉnh thoảng thì cháu cũng có những cái diễn biến tâm lý nhưng cháu không nhớ. Thì chồng có chia sẻ với gia đình nhà chồng, thì đến cái hôm Tết dương lịch, bố mẹ chồng cháu muốn là hai vợ chồng cháu đi hôn. Khi mà cái giai đoạn mà cháu bị trầm cảm thì bố mẹ chồng thường xuyên gọi điện cho chồng. Vâng. Cái gì thì cháu không biết, nhưng mà vô tình cháu đọc được tin là nó là bố mẹ chồng nhắn cho chồng là nó bị như thế thì con chuyển đi chỗ khác mà ở. Vâng. Khi nào mà nó đi viện ấy thì con để con cho bà ngoại nó trông. Vâng. Ý tức là bỏ rơi cháu thì anh chồng cháu vẫn đi về và không nghe bố mẹ là bỏ rơi con. Đến khi mà ông bà không thể khuyên được chồng thì ông bà bắt đầu là gọi hai vợ chồng về và ép hai vợ chồng đi hôn bằng được. Vâng. Sáng hôm đấy thì hai vợ chồng cháu vẫn bình thường, có nghĩa là đi về, trước khi về hai vợ chồng vẫn đi ăn uống bình thường, xong rồi là về với ông bà mua quà các thứ. Thì ăn trưa xong thì ông bà gọi điện lên, ông bà nói là có nghĩa là mày không xứng làm con dâu ở trong gia đình nhà. Rồi từ ngày lấy mày thì thế nọ thì kia, đại khái là viên vào cái cớ là cháu không quan tâm đến gia đình nhà chồng. Nhưng mà tại vì cháu đã đọc được trước cái tin nhắn mà ông bà xui chồng cháu, thì cháu hiểu là cái nguyên nhân chính là do là cháu bị bệnh ấy. Vâng. Nên là ốp vào là ly hôn bằng được. Thế là vợ chồng cháu ly hôn thì lúc đấy thì anh cũng bảo là bây giờ kiểu anh phải nghe bố mẹ. Thì hai vợ chồng cháu thì cháu vừa khóc cháu vừa ký vào đơn ly hôn. Thế nhưng mà xong đấy thì anh vẫn cứ về, có nghĩa là về với vợ con ấy ạ. Vâng. Xong cháu rất là tủi thân thì anh bảo là cái hôn nhân nó chỉ là tờ giấy, còn anh vẫn cần em, anh vẫn... Mà cháu thì cháu không muốn thế, tại vì đã ly hôn rồi là rõ ràng ấy. Vâng, bây giờ bạn muốn chương trình là tư vấn làm sao giải quyết được dứt điểm cái câu chuyện hôn nhân gia đình của mình đúng không? Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh ạ. Vâng. Rồi, xin... chào con. Sao mà nghe chuyện mà thấy nó như trò đùa ấy. Một cái anh thanh niên lấy vợ mấy năm rồi, làm bố trẻ con rồi,
Thế xong đến lúc vợ mới hơi ốm một tí, rồi truyền thông thế nào đến lại còn cái ông bố chồng mẹ chồng ấy lôi con mình về để ép bỏ vợ. Thế xong bây giờ lại thả rông cho nó để nó quay lại với nó ăn ở với lại vợ con nhà nó. Thì nên ông đã ép cho ly hôn thì lôi về mà nuôi mà chăm nhau đúng không? Ừ. Tiếc lắm, chuyện này nghe nó cứ như là chuyện gì ở đâu ấy. Thôi nhưng mà chuyện đã lỡ rồi. Ở đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. À, hiện nay thì mình đang ở nhà ngoại hay ở nhà riêng hay ở nhà thuê hai mẹ con ấy? Dạ, con ở nhà con mua riêng hai vợ chồng con lấy nhau thì mua được cái nhà ấy ạ. Ồ, rồi, nhà là độc lập luôn với lại nhà nội ấy, hả? Không có dính dáng gì. Thế xong rồi khi mà ra tòa ly hôn người ta có bảo chia đôi cái nhà ấy hay là cắt một nửa hay như thế nào không? Hay nhà là cứ để chung? Nhà trả góp chú ạ. Thì con mua là 1.2 tỷ. Thì là trả bây giờ con nợ ngân hàng 500 triệu. Thì anh ấy muốn là con đưa thêm cho anh ấy 500 triệu nữa. Thì con sẽ được ở nhà và con phải trả ngân hàng 500 triệu. Tức là mình phải đền bù cho anh ấy 500, ngoài ra mình phải cố cộng cái nợ 500 kia nữa. Vâng ạ. Trời ơi, thế thì mình lấy đâu ra? Và được một cái xe Camry ấy ạ. Có nghĩa là anh ấy sẽ đi xe và lấy 500 triệu, còn con sẽ ở nhà và nuôi con. Ôi trời ơi, thế thì... Thật ra thì ông ấy quay về với mình ấy mà, để ông kỳ kèo tiền đấy. Chứ cũng đầu tiên thì chú còn hơi cảm động rằng là cái anh này anh chỉ hơi đụt, anh chịu khó nghe bố mẹ quá trong, nhưng mà vẫn còn có tình thương yêu vợ con. Nhưng hóa ra là chưa đòi được 500 triệu thì chưa đi, cho nên cứ về đi ăn vạ để có người nuôi cho ăn. Xong bây giờ lại bao giờ bằng bỏ được vợ này, xong rồi lại có được Camry đi, xong lại có 500 triệu đi mua nhà, nhà chung cư chỗ khác. Ôi trời ơi. Nhưng mà khi tòa mà chia tài sản thì có nói rằng là ai ở lại nhà này thì thế nọ thế kia gì không? Tài sản có tòa có tuyên không? Hay là cứ tự xử với nhau? Tài sản là tự ấy ạ. Có nghĩa là khi mà ra tòa thì là anh ấy có nghĩa là nếu mà tòa thì phải mất mấy hôm để hoặc mấy lần để hòa giải. Nhưng mà anh ấy trả tiền một phát là... Để còn không có hòa giải gì nữa? Để không cần hòa giải luôn. Chứng tỏ rằng anh ấy muốn bỏ mình lắm rồi chứ không phải là anh ấy ngố dại gì đâu. Một cái người mà về mặt thủ tục là người ta cũng đề phòng, còn đắn đo, cân nhắc cái suy nghĩ vội gì đến nỗi hai lần hòa giải. Mỗi lần nó cách nhau có một tuần, hai tuần. Mà đây quyết tâm là không cần hòa giải đâu, cắt là cắt bằng được. Thế thì trước hết là mình đừng có cảm động về cái chuyện là anh vẫn còn đi lại với mẹ con. Xin lỗi chú không tò mò, nhưng mà ăn thế rồi ngủ đấy rồi có sinh hoạt vợ chồng không? Dạ không ạ. Con thì là từ lúc như thế và con ở phòng riêng với con trai con. Thì là bản chất là từ trước đến giờ, từ trước đến cũng lúc đã chẳng ấy gì lắm rồi. Anh ấy cũng rất là tử tế, thương vợ, thương con. Con thì con không có gì để chê trách anh ấy cả. Nhưng mà con thấy là quyết định như thế làm con tổn thương ấy. Không phải tổn thương nữa đâu mà quá nặng nề luôn ấy. Cuộc sống của một con người mà nhất là trong lúc mình lại có cái ốm cái đau. Bây giờ thế này này, cái quan trọng của con là ly hôn thì ly mất rồi. Nhà cửa mình ôm cục nợ 500 triệu của ngân hàng ấy, lại còn lấy đâu để mà bù cho anh ấy. Thôi xin mời anh lấy cái nhà đi. Mẹ con dắt nhau về nhà ngoại, ngoại có gần đấy không? Nhà ngoại con thì con là bản chất là kiểu bố mẹ con cũng không hạnh phúc ấy. Nên là bố mẹ con mỗi người một nơi. Nên là kiểu vì thế nên mình cũng không còn lối đi về. Thôi, cái chuyện đấy không phải lỗi tại mình. Cuộc sống của người lớn có những cái nỗi khổ riêng, và bố mẹ bất hạnh không thể là nguyên nhân khiến cho con cũng bị nọ kia được. Bây giờ con đi làm không? Dạ chú ơi, thực ra con thì con cũng đi làm mà bản thân con cũng tự chủ về tài chính ấy. Bây giờ con đang làm kinh doanh ạ, cũng được ạ. Thế đứa nhỏ là đi nhà trẻ mẫu giáo hay là phải thuê người trông coi hay là làm sao? Dạ bạn ấy thì con thuê cô giáo đến nhà để dạy ạ. Ôi thế thì giỏi. Thế thì bây giờ thế này thì con này, mình lo cho bản thân mình đấy, nghe con như thế cũng là giỏi giang đấy. Mình có học, có hành, làm được ra tiền. Mình không được gì mình mà còn rất là trẻ. Nhưng mà phải rõ ràng dứt khoát về mặt tài chính kinh tế. Coi như mình xóa sổ mà làm lại từ đầu. Cái gì cũng thế, chưa chắc ly hôn đã là cái buồn nhất. Bởi vì con có sống với cái gia đình mà trong đầu người ta luôn luôn nghĩ rằng là không muốn đang hộ đối, nhà mình thì bố mẹ bỏ nhau, rồi bên nhà người ta thì trọn vẹn bố mẹ. Trọn vẹn bố mẹ nhưng lo được gì cho con đâu, thằng con trai cũng có mua được nhà được cửa gì cho con đâu, cũng lại vợ chồng nó một tay đi vay ngân hàng mua nhà, đúng không? Rõ ràng đi, nói thẳng với anh ấy đi, mặc dù có thể trong lòng con vẫn còn thấy cảm động bởi vì ông cứ đi đi lại lại, nhưng mà hãy nhớ rằng đi lại để đòi tiền đấy chứ chưa chắc đã phải vì tình cảm gì, nhá. Làm lại từ đầu nhé.
rất là mừng là vì con là người có học có hành và mình cũng rất nhanh nhẹn thời buổi này mà còn kinh doanh làm ăn được. Nhiều người con gái là ngồi đấy mà đi trông đi cậy vào tự đồng tiền của người chồng mang về, nhưng mình đã một tay được thế này thì rồi chẳng có khó khăn gì là con không vượt qua được nhá. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ giúp cho bạn vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn nhá. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Chị ơi, tôi bị bệnh viêm tuyến vú mà tiết dịch. Tôi đi khám ở Hà Nội bệnh viện Bạch Mai rồi. Vâng. Mà uống thuốc hơn một tuần nay rồi mà vẫn chưa hết tiết dịch đó chị ạ. Dạ vâng, câu hỏi của chị sẽ được chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn cho chị, xin mời ạ. Vâng vâng, cảm ơn bác. Tôi chào bạn. Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mình? Năm nay em 46 tuổi chị ạ. À thế à? Ừ. Vâng. Thế em bị sao vậy? Em đi khám bệnh viện Bạch Mai rồi, chụp tuyến vú rồi là siêu âm tuyến vú rồi. Mà bác sĩ bảo là bị u sơ ở gần núm vú ạ. À. Mà uống thuốc đến gần 10 ngày rồi mà nó vẫn cứ tiết dịch ra chị ạ. Ừ. Bây giờ thì là nó tiết dịch ở chỗ đầu núm vú gì? Dạ. Dịch nó tiết ra ở đâu? Vâng, nó màu đen đen đó chị ạ. Ở đầu vú ấy hả? Khi mà em lấy tay em nặn ấy thì em thấy da dịch màu đen à? Không, bình thường nó vẫn ra chị ạ. À thế à? Cái hiện tượng đấy cách đây bao nhiêu lâu rồi em? Phải một tháng rồi chị ạ. Em lo lắm. Ừ. Em có kiểm tra xem ở chỗ khác, ví dụ có cái u cục ở chỗ khác nào không? Nách có hạch không? Không ạ. Bây giờ thì làm cách nào được rồi bác sĩ? Em khám ở bệnh viện Bạch Mai là em khám ở khoa nào? Em khám ở khoa ung bướu gì đấy chị ạ. À, ung bướu hả? Ừ. Ở đấy, hôm đấy người ta có chọc vào cái khối u đấy để làm tế bào cho không em ạ, không? Không ạ. Người ta chỉ có chọc để làm xét nghiệm tế bào ở như tuyến giáp thôi. Em lại bị u ở tuyến giáp nữa. À thế à? Thế vâng. Cái tuyến giáp thì có xử trí gì không? Không ạ. Họ bảo là tế bảo lành tính. Vâng, họ bảo là uống thuốc một thời gian rồi đi chụp ở trên đầu xem có u không thôi. Ừ. Thế sao hôm đấy người ta lại không chọc cái khối sơ ở vú cho em nhỉ? Bác sĩ họ không chọc chị ạ. À thế à? Vâng. Cái vú ở bên có gì, nó có bị sưng nóng đỏ gì không? Hay là nó như nào? Không ạ, chỉ tiết dịch thôi ạ. À, chỉ tiết dịch. Bình thường không phải nặn, nó cũng ra à? Bình thường nó vẫn ra, không nặn vẫn ra chị ạ. Lại ra dịch màu đen á, hay là máu nâu à? Màu đen chị ạ. Thế bác sĩ hẹn em bao giờ khám lại? Bác sĩ chỉ bảo là về theo dõi thôi ạ. Chị vẫn nghĩ là em nên kiểm tra lại ở chuyên khoa ung bướu. Nếu như chỉ là những cái viêm nhiễm thông thường thì với một cái liều kháng sinh mà bác sĩ điều trị cho em thì ít nhất nó cũng phải có cải thiện. Vâng. Thứ hai là cái quan trọng là gì? Cái quan trọng cái bản chất của cái dịch đấy. Nếu như nó là viêm do nhiễm khuẩn hay là viêm tuyến vú thông thường thì cũng có thể nhiều người không cần phải cho con bú, không cần phải có thai vẫn có thể viêm tuyến vú. Nhưng nếu viêm thông thường thì nó có thể là mủ xanh hoặc là mủ vàng chẳng hạn, thì mình lại đỡ ngại. Nhưng nếu như nó là dịch màu nâu hoặc là màu đen thì là do có thể là hoại tử hoặc là do tổn thương cái khối ở trong ngực của mình. Thế và một cái việc rất là quan trọng là Bạch Mai thì không làm cái xét nghiệm tế bào cho em, bởi vì cái xét nghiệm tế bào đấy nó mới trả lời chắc chắn cho mình đấy là cái khối u đấy nó là u gì. Khi mà mình siêu âm, khi mà mình chụp X-quang thì nó chỉ lên hình ảnh của khối u thôi, còn bản chất của khối u là gì thì nó không thể hiện rõ. Tất nhiên là ung bướu của Bạch Mai thì cũng đã là tốt rồi và người ta cũng khá có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên em nên đến bệnh viện chuyên khoa về ung bướu ấy. Mình đi chào quả chị ơi. Lên đấy mang hết cái kết quả mà người ta đã khám cho em, đặc biệt là cái đơn thuốc mà bác sĩ ở Bạch Mai đã điều trị cho em đi nhá. Lên đấy thì bác sĩ người ta sẽ kiểm tra lại cho em, cần thiết người ta phải làm các cái kỹ thuật cao hơn. Đấy, và có thể là người ta phải, ít nhất người ta phải làm tế bào để xem cái khối u mà bác sĩ ở Bạch Mai bảo là u sơ ấy, thì phải xem nó là u gì. Và quan trọng là điều trị nó có tiến triển không tốt, điều trị mình cảm thấy nó không đỡ và nó lại lo lắng hơn. Thế ở cái tuổi của mình 46 tuổi thì nó cũng bắt đầu bước cái giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, nó cũng hay phát sinh ra những cái bệnh lý khác ấy, đặc biệt là bệnh lý của cơ quan sinh dục. Và mình hiểu là vú thì cũng được xếp vào hoạt động của cơ quan sinh dục mà.
cho nên nó cũng hay phát sinh ra những cái bệnh khác và có thể là mình cần phải kiểm tra kỹ hơn, kiểm tra tổng thể hơn nhé. Vâng, chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Hello, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em, vợ chồng chúng em sống với nhau lắm nay 20 năm rồi. Vâng. Trước thì vợ chồng rất là tình cảm ấy, nhưng xong em đi làm mấy năm công ty đấy. Bây giờ về thì chồng em cứ bảo là bây giờ sống với em không có tình cảm ấy. Thế con em thì lúc mới đi đại học thì cứ bảo chờ con thi xong thì chồng em làm đơn ấy. Vâng. Thì cứ nhùng nhằng ấy cũng chẳng làm đơn. Xong lúc bảo thế anh bỏ em thì anh làm đơn đi. Chồng em làm đơn thì em cũng ký như chồng em cũng đi nộp đơn. Bây giờ thì em nghĩ là cũng sống với nhau rồi, xong thì lại cứ lúc nào trước mặt em mà tao bỏ mày nọ kia đấy. Vâng. Xong thì em bảo vâng, bỏ thì làm đơn. Thế cũng không làm đơn chị ạ, nhưng mà sống với nhau ấy, không có tình cảm rồi. Bảo là tôi không có tình cảm với cô ấy. Thế bây giờ thì bảo em viết đơn thì anh cũng ký. Ký thì em bảo là đưa cho em 1 triệu để đi nộp đơn, nếu không đưa, nhưng mà em bảo đưa giấy đăng ký kết hôn cho em ấy. Thì anh cũng chưa đưa, thì em cũng chẳng biết là muốn sống với em hay là như thế nào. Có vâng. Em thì cũng làm đơn rồi. Em cũng muốn mang ra tòa nộp đấy. Nhưng mà trời, em cũng chẳng biết là nó như thế nào. Cho em một lời khuyên đấy. Vâng, rất là bối rối, đúng không? Tình trạng nhì nhằng như này bao lâu rồi ạ? Dạ, nó cũng được đôi 3 năm rồi chị ạ. À, vâng. Em thì cố sống, mẹ chồng em cứ bảo sống vì con, em sống cố vì con. Vâng, tôi hiểu và rất là chia sẻ với tâm trạng của chị. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào chị. Mình là năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là em 38 rồi ạ. 38, lấy nhau mấy năm? Lấy nhau hôm nay là 20 năm rồi anh ạ. Con 38. Em cũng đại học năm thứ 2 rồi đi. Ôi dồi ôi, thế hả? Mẹ 38 rồi, khéo lại lên bà nội đến nơi bây giờ. Hai đứa hả? Vâng, em hai cháu trai ạ. Hai cháu trai. Thực ra thì hiện nay mình làm công việc gì? Dạ em trước khi hai vợ chồng ở nhà đi làm bàn ghế đám cưới đấy. Mà em mới làm cho thuê bàn ghế đám cưới đúng không? Vâng. Thế thì xong rồi làm cái nhà thì em đi làm cố 2 năm về để trả nợ cái nhà này đấy. Em cũng đi nhưng mà vợ chồng thì không biết là có người khác hay không. Nhưng mà em cũng thấy cứ nói chuyện với người khác ấy. Thì có lúc bảo là người ta cũng tha thiết như cô ấy. Bây giờ tôi không bỏ được người ta đấy, nợ kia đấy. À đấy, có chuyện cả chứ có phải là không đâu, đúng không? Tóm lại thì mình thì chưa nắm được chắc tinh thần đối tượng, nhưng mà chồng thì có một đối tượng khác rồi. Đặc biệt là có thể là trong cái thời gian là mình đi làm công ty biển biệt đấy, đúng không? Vâng. Trước ở nhà hai vợ chồng suốt ngày bàn ghế với nhau thì cũng không sao. Nhưng bây giờ như thế. Và khi trở lại thì có lúc là đòi là chả còn tình cảm gì, muốn ly dị vợ. Tuy nhiên thì đối tượng kia cũng chẳng phải dễ ăn gì, cho nên là nó cũng lại cứ nhùng nhằng ấm ứ. Tình cảm thì nó nhạt phai, nhưng bỏ thì cũng chưa bỏ được. Bởi vì tiến với cái đối tượng kia thì nó cũng chưa chắc người ta đã đồng ý, đúng không? Chính ra cái lúc này ấy, thì mình cũng phải nắm bắt rằng này, vợ chồng lấy nhau gần 20 năm rồi. Thế xong rồi cuộc sống nó bắt đầu nó nhàm chán, con cái lớn rồi, người mình cũng sập sệ, ông ấy thì cũng uể oải. Thì nó rất dễ là nó nhạt nhẽo lỏng lẻo. Khi mà có lúc điên lên thì nói là chả còn tình cảm gì, chán chết. Thật ra thì nhiều người không nói ra miệng thôi, chứ còn cũng nhiều người cũng lấy nhau 18-20 năm cũng nghĩ trong bụng thế cũng chán thật rồi. Nhưng mà người ta cũng vì lý do này lý do khác mà người ta cũng gắn bó với nhau. Đây là cái lúc mình cần sưởi ấm lại, mình phải cần đổi mới cái cuộc sống vợ chồng. Thay vì ông ấy bảo là tao bỏ mày, thế thì mình cũng lại bảo thế thì ông viết đi rồi tôi ký. Xong rồi mình cũng xoẹt một cái ký, xong ông ấy thì cũng còn ngần ngừ, ông ấy ngại, ông ấy không đi nộp. Thật ra một người đàn ông mà phải viết đơn rồi cũng ngại lắm đấy. Thường thường là có những người đàn ông thì vợ cũng quý rồi, cặp bồ thì cũng cứ cặp bồ. Nhưng mà nếu chẳng may có bắt được thì nói rằng là anh quý cả hai,
Đối với anh, vợ con là nhất quả đất, còn cô kia thì chẳng qua nó có tình cảm nhưng mà cũng thương cô ấy không dứt được. Chứ trong trường hợp này thì chắc là có lúc nó dại dột mà nghĩ rằng là ly dị vợ để đến với đối tượng kia. Anh ạ, à, em hỏi nhá. Thì đấy, xong thì lúc thì bà cho mẹ ăn nốt như Tết này, xong thì bà là đây vừa nọ đây, bà em là cho ta làm hai cái đám cưới này xong, người ta lại hoãn đấy. Ừ. Xong cứ thế thôi, xong rồi bà là về đấy em đi giấy đăng ký kết hôn để em làm đi nộp đấy. Ừ. Mai em nộp đơn mà cô thích thì đi đấy, nhưng mà không lấy cái giấy đi ra cho em. Bây giờ thật sự ra anh lại nghĩ đến cái hướng như thế này này. Vâng. Đây là cái lúc mà cả hai bên cũng uể oải. Mà khi đã uể oải thì nghĩ đến cách là làm cho nó nóng lên. Này, mình dành thời gian chăm sóc gia đình hơn, mình làm đầu làm đuôi trang trí cho người nó sạch sẽ một chút, áo quần váy vóc cho nó tươm tất. Thậm chí cái chuyện kia của vợ chồng ấy, mình cũng chịu khó đọc sách, nghe báo, nghe đài để nâng cấp lên một tí. Có thể có ông chồng đến lúc mà bà vợ thì cứ y ra đấy, ông chồng đòi mới đáp ứng thôi, chả biết gì, trong khi đến với lại một cái ai đó ở đâu đó, người ta chủ động, người ta làm cho mê ly, thì cuối cùng thì cứ nghĩ rằng là kia mới là cái chỗ mà yêu thương. Nhưng thật ra thì vợ chồng rất là yêu thương tình cảm, nhưng mà mình cứ để cho nó cùn nhụt đi, nó làm cho nó nhàm chán đi. Ông ấy mà đã có bồ mà lại bồ mà tiến tới xa được, chắc về cũng đòi ly hôn rồi, gây sự rồi. Nhưng mà đây người ta đã cứ xuống thang xuống nước, cứ nhì nhàng nay bỏ nay, mai mai bỏ ngày kia, nghĩa là cũng chẳng đi được, cũng chẳng dứt được. Thế thì đấy là một dấu hiệu báo động rằng là thế thì không dứt được thì chúng ta cũng không duy trì cuộc sống nhì nhàng này được, chắc chắn phải làm cho nó khác đi, đúng không? Chúng là vợ chồng chúng em mà bây giờ có khi một tháng hai tháng thì mới quan hệ với nhau đấy. Mà em cũng thỉnh thoảng bây giờ muốn ôm vào để cho tình cảm đấy. Nhưng mà chồng em cũng nội chung rồi, nó cứ đẩy ra nữa kia đấy, bảo là tôi còn tình cảm với cô, nó cũng rồi, thế này. Người mình nó vẫn như thế thì đúng là không ấy, nhưng bây giờ mình không thèm để ý nữa. Mình đi làm công ty, mình có tiền, tự nhiên đi làm tóc xoăn tít lên đi, xong rồi làm 2-3 cái váy, xong rồi rảnh rỗi thì đi tập hát karaoke với mấy chị em, chiều chiều thì nếu như mà nó không Covid ấy, thì đi tập cái aerobic ấy, bật nhạc nhún nhún nhảy nhảy ấy, xong rồi không thèm để ý đến lão ấy cho nào. Tự nhiên thấy mình về, mình môi thì đỏ, người thì cứ tươi tắn, xong rồi tóc thì tít mù khơi đi. Xong rồi con thì nó cũng lớn rồi, đặt cho mẹ nồi cơm, chốc mẹ về mẹ đi ngang qua chợ mẹ mua đồ ăn. Thế mình không quá cần phải cứ bám cái chốt ở nhà, mình sống cho mình đi. Tự nhiên ông thấy, ôi mẹ này dạo này trông ngon nhờ. Hay là có bồ hay sao mà dạo này lại thấy tóc tai rồi da rẻ. Thực ra thế này này, bông hoa giữa thì đừng có trách con ong con bướm là sao mày tàn ác thế, mày không đổ vào hoa, hoa cứ thơm đi rồi ong nó sẽ tự bay tự đến nhá. Mình nâng cấp bản thân mình lên đi. Hai cái thằng cu con trai nó đang lớn, mình cũng chưa đến nỗi gì trong cuộc sống hôn nhân. Đúng là nó có những cái nhàm chán thật, cũng thấy nó buồn không được chồng yêu chồng quý, thế nhưng nó cũng chưa đến mức độ hiện nay sống trong cái nhà ấy như ngục tù, ngày nó say rượu từ sáng đến tối, hở ra nào đánh lên bờ xuống ruộng ví dụ như thế, mấy lần là phải thế nọ thế kia thì mình rất là sợ. Nhưng mà đây thì thật ra cuộc sống nó nhạt, mà người ta nhạt mình cũng nhạt, mà người ta cũng khổ. Mình chỉ buông khi mà mình đã gắng hết sức cải biến cải tạo. Như đây thì hình như chưa cải tạo gì, chỉ nghĩ đến chuyện là chia nhà với bán nhà với lấy mấy trăm nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ có thể giúp cho thính giả có thêm được cái bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhá. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo ạ. Vâng, xin chào thính giả. Tôi nghe câu hỏi của bạn đây. Và cho em hỏi là em cảm thấy cái tình hình là sức khỏe của em dạo giờ nó giảm sút nghiêm trọng ấy. Thì là không biết là có ảnh hưởng của cái gì không? Sức khỏe cụ thể là như thế nào bạn? Bạn có thể nói rõ ràng hơn được không? Cái sinh hoạt vợ chồng ấy. À, vâng. Năm nay là em thấy nó sức khỏe mình yếu đuối đi nhiều. Vâng, một năm trở lại đây cảm thấy sức khỏe đàn ông của mình hơi yếu, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Em 30 tuổi. Rồi, câu hỏi của em sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thí Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn nhé. Xin mời ạ. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Em chào em, chị. Bạn lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ được 3 năm. 3 năm à? Có cháu nào chưa em? Dạ có một cháu ạ. Em làm nghề gì vậy? Em làm công nhân. Thế vợ? Vợ em giáo viên. À, vợ là giáo viên. Mấy năm một Covid có đi làm không? Cả hai vợ chồng có đi làm, em có đi làm không?
có em vẫn đi. À, em vẫn có việc, vẫn đi làm bình thường đúng không? Vâng. Ừ, chỉ có vợ thì ở nhà. À, vâng, vợ ở nhà. Ừ. Con em được mấy tuổi rồi? Con em được 1 tuổi. 1 tuổi. Ừ, em nói với chị Ngọc là em thấy cái quan hệ vợ chồng với vợ nó không được như ý muốn thì nó là như thế nào? Em có thể nói rõ cái tình trạng của mình cho chị được không? Và trước khi cái hồi còn yêu nhau với lại hồi mới cưới thì có thể mình sinh hoạt đều đặn hơn. Nhưng mà bây giờ cái tần suất nó giảm đi nhiều mà cái thời gian nó cũng giảm đi nhiều. Ừ. 30 tuổi, tần suất thì bao nhiêu lâu em quan hệ tình dục một lần? Bây giờ thì khoảng 1 tuần mới được 1 lần. 1 tuần 1 lần. Tự em cảm thấy nó không có hứng thú hay là em muốn quan hệ tình dục mà nó không được? Nhiều lúc cả hai yếu đến thì cả hai yếu tố đấy. Ừ. Thế còn chất lượng? Em thấy giờ cái thời gian nó rút ngắn đi nhiều. Nghĩa là như thế nào? Trước đây có thể được hai vợ chồng có thể có sinh hoạt 20-25 phút, nhưng mà bây giờ chỉ 5-10 phút rồi. Ừ. 5-10 phút là em tính cái thời gian từ lúc bắt đầu em có hứng thú hay là em tính thời gian mà quan hệ xâm nhập thực sự ấy? Tính thời gian quan hệ đấy chị. Thì rồi bắt đầu mình mới xuất tinh đúng không? Vâng. Vợ có ý kiến gì không? Vợ em không ý kiến thì em cảm giác là nó không được thỏa mãn thì nó có vẻ nó, vợ em thì không nói lên nhưng em cảm giác là mình thấy thế, mình thấy vợ nghe có vẻ không hài lòng. Ừ. Tại vì thực ra ở tuổi của em thì em mới chỉ 30 tuổi thôi mà. Bây giờ thì cái đời sống tình dục của nó đang rất là khỏe và nó ở vào cái giai đoạn có thể nói là rất là tốt ý. Thế và tự em thì em lại cảm thấy là cái chất lượng quan hệ tình dục nó không được như trước đúng không? Nó không như mình mong muốn. Thế nhưng mà cái chất lượng quan hệ tình dục ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào hai vấn đề chính. Một là yếu tố tâm lý. Thì mình cảm thấy là mình vẫn yêu vợ, vẫn muốn quan hệ tình dục với vợ. Và khi mà mình quan hệ tình dục thì cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Đôi khi vấn đề thỏa mãn nó không phụ thuộc vào thời gian đâu. Không phải cứ quan hệ tình dục thời gian dài hoặc là quan hệ lâu mà mình cảm thấy là thỏa mãn, mà hoàn toàn nó không phải là như thế. Mà chất lượng quan hệ tình dục là nó phụ thuộc vào cảm nhận của cả hai người. Đấy, và cái này thì nó liên quan rất nhiều, ví dụ liên quan tới ham muốn, liên quan tới hình thức, tức là cái phương thức quan hệ tình dục, rồi liên quan tới những cái loại quan hệ tình dục mà làm cho cả hai vợ chồng cùng cảm thấy thoải mái, thì cái đấy nó là chất lượng quan hệ tình dục. Thế còn một phần thứ hai là nó cũng có thể ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục, chính là những bệnh lý của cơ quan sinh dục. Nhưng chị nghĩ là ở em mô tả thì em có nói là em cảm thấy sức khỏe rất là yếu. Thì chị không hiểu ở đây là sức khỏe chung hay là chỉ là cái chất lượng quan hệ tình dục nó không được như trước mà em cho là yếu thôi. Về cái sức khỏe về quan hệ vợ chồng thôi chứ. À, chứ còn những cái sức khỏe khác thì không có vấn đề gì đúng không? Dạ vâng. Ừ. Thực ra thì cái thời gian quan hệ tình dục mà gọi là xâm nhập ý, tức là những cái lần mà mình quan hệ tình dục thực sự khi mà dương vật ở trong âm đạo mà 5 đến 10 phút em mới xuất tinh cũng hoàn toàn là bình thường. Bình thường. Ừ, trừ khi ví dụ như này, từ lúc em mới cảm thấy mới có ham muốn một chút thôi, mới gần vợ thôi, mới có những cái hành vi âu yếm kích thích mà cho đến lúc em đã xuất tinh ra rồi mà nó chỉ có 5 đến 10 phút thì lúc đấy mình mới phải đáng ngại. Chứ còn từ lúc mình có những cái ham muốn, sau đó thì mình phải có khúc dạo đầu đúng không? Rồi mình mới có quan hệ tình dục xâm nhập và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn khi em xuất tinh. Mà nó kéo dài khoảng 15-20 phút, 25 phút thì đấy hoàn toàn là bình thường. Tại vì giờ em thấy nó giảm sút nhiều so với trước. Trước kia có thể với cái tần suất trước kia có thể hai vợ chồng một tuần là 6-7 lần, nhưng bây giờ chỉ 1-2 lần. Bình thường mà. Thứ nhất là cái lúc mình 20 ấy, thì nó khác. Có một cái công thức mà người ta nó gọi là nó không phải là cái công thức khoa học đâu, nhưng nhiều người người ta áp dụng. Ví dụ như là khi mình ở lứa tuổi 20 nhá, thì là 2 x 9 là 18. Là gì? Tức là một tuần có thể quan hệ tình dục tới 8 lần. Nhưng khi mình đã sang đến đầu 3 chẳng hạn, thì nó là 3 x 9 là 27. 2 tuần quan hệ tình dục 7 lần. Ví dụ như thế. Đấy, và em cũng đừng quá quan trọng tới số lần mà em hãy quan tâm tới chất lượng quan hệ tình dục.
Còn chị nghĩ là cái ham muốn này nó đòi hỏi phải cả hai bên đều phải rất là nỗ lực. Ví dụ thay đổi về hình thức, thậm chí thay đổi về không gian, thay đổi về thời gian, thay đổi về rất nhiều thứ. Chứ còn trong vòng một năm khi mà mình bước vào tuổi 30, bắt đầu vợ cũng đã bước vào giai đoạn này với rất nhiều những lo toan, với rất nhiều những ám ảnh về dịch. Thì mà một trong những cái ảnh hưởng mà nhiều người không nói ra, tức là cũng ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ tình dục. Thế chị hy vọng là em không phải có bệnh lý gì đâu, nó chỉ vấn đề là do tâm lý của mình thôi. Nhá. Chứ đừng lúc nào cũng nghĩ tới bệnh. Chỉ trừ khi như thế này, em có rối loạn cương dương, em có xuất tinh sớm, ví dụ như vậy, thì nó có thể là những bệnh lý của nam khoa ấy. Điều đấy mình mới cần sự can thiệp của bác sĩ. Còn hiện nay thì cái chất lượng quan hệ tình dục, cố gắng tìm hiểu thêm các cái kiến thức để mình thay đổi, để mình cải thiện cho nó theo chiều hướng tích cực thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn chị chưa nghĩ tới em có cái bệnh lý gì thì đừng ám ảnh cái chuyện đấy, mà có thể nó ảnh hưởng thật sự tới chất lượng quan hệ tình dục của mình. Vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng mong muốn là cuộc sống vợ chồng của hai bạn sẽ trở nên hòa hợp hơn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 02438262625.